Tất nhiên các bạn ra trường, các bạn đi thực hành thì các bạn sẽ sử dụng bài này. Và nói thẳng ra là chúng ta đi lâm sàng thì ta bước vào những lúc bệnh viện bệnh nhiệt đới thì ta nghe bệnh này mãi. Và sau này ta đi làm thì nếu mà làm ở khoa sản xuất tích cực thì ta cũng thấy bệnh này rất nhiều. Nhưng cái câu quan trọng là tại sao ta phải học? Vì lý do rằng khi ta thấy bệnh nhân vô tới sản xuất tích cực trong đó bệnh này thì khả năng tử vong là 40-60%. Thứ nhất là ta chẩn đoán từ ở khoa thường, chứ ta vào cái khoa sản xuất tích cực và chẩn đoán bệnh này thì sẽ bị bỏ. Ngày gần như cho ta Mỹ là trên 40-60% ở Việt Nam thì tôi nghĩ là 50%. Đầu tiên hết thì tôi mở đầu bằng bình an. Tôi xin kiếm cái micro không dây thì tôi sẽ mở ở bên dưới, nhưng mà không có thì thôi, tại chỗ đó. Bệnh nhân Định, 55 tuổi, nghề nghiệp là nội trợ, thì mà sống tại cái micro này cũng hư mà đi tới đường nó có mắt tiếng, và ở thành phố Hồ Chí Minh và nhập viện với lý do nhập viện là mệt. Thật ra thì là tháng 3 không có viện, nhưng mà cái chính của bạn ở nhà là bà sốt lạnh run và cảm thấy mệt nên bà vào viện. Lệnh sử 6 ngày, 3 ngày đầu thì bà sốt và những cái tiểu cắt, tiểu bút, tiểu lắc nhắc, nước tiểu đục và thôi. Thì thường thời bà sợ ra nhà thuốc Tây và mua thuốc bổ và không có một thuốc gì nhưng nó không đỡ. Ngay xin lỗi. Ngày thứ tư là ngày thứ năm thì bệnh nhân sốt cao là run 400 cân một ngày, bệnh nhân còn tiểu lắc nhắc tiểu đục thì đến khám tại bệnh viện truyền Hóc Môn. Tại đây thì không rõ người ta chẩn đoán điều trị và nhập viện các điều trị tại đó. Nhưng ngày thứ sáu thì đó là nhập viện để nói nhưng mà chích thuốc kháng sinh luôn, nhưng mà tại sao sốt nó không có uống thuốc truyền thuốc vân vân, sốt không giảm và họ bỏ bệnh viện và chạy lên bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân thường là bị nhiễm trùng tiểu cách thế là nhiều lần và từ vô thức điều trị. 6 tháng trước thì bệnh nhân có nằm tại bệnh viện Hóc Môn và được chẩn đoán là nhiễm trùng tiểu. Bệnh nhân không ghi nhận tiền cạn đáy theo đường, thỉnh thoảng thì huyết áp có lúc có lên trên 104 và bệnh nhân không điều trị thường xuyên. Khi cảm giác lên thì bệnh nhân uống thuốc. Dịch tễ thì trong vòng 6 tháng gần đây thì bệnh nhân sống tại Tân Phú, không tiếp xúc với bệnh nhân sốt tương tự, tức là hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Tại phòng cấp cứu khi khám thì bệnh nhân tỉnh đơn thang mạch 120 lần, nhiệt độ là 40 độ C, huyết áp là 148 và nhịp thở là 4 lần/phút, tim phổi nghe hoàn toàn bình thường, bụng mềm, gan lách không to, cổ mềm không yếu liệt, các cơ quan khác không phát hiện gì lạ. Tóm lại là khám không thấy gì cả, ngoại trừ mà sốt và thông. Câu hỏi của tôi chẩn đoán là gì? Tôi sẽ hỏi mỗi phòng hai bên, mỗi phòng hai bạn. Tiếc rằng cái micro mà không có, tôi sẽ đọc lại lời của bạn nào ở đây. Bạn Nam, ngồi bàn thứ ba phía ngoài. Bạn cho tôi nghe chẩn đoán bệnh nhân này. Chúng ta học năm thứ tư rồi, chắc chắn là năm thứ hai ta học CQLS. Năm thứ ba ta đi thực hành ở bệnh viện. Cho đó vấn đề mà ta có bệnh sử, ta có lý do nhập viện, ta có tiền căn, ta có khám lâm sàng thì ta phải chẩn đoán bệnh đó. Đương nhiên tự do muốn những gì nghĩ muốn nói gì đó, theo bạn phải làm gì? Hết chưa? Bạn nam thứ nhất là cái ý kiến rằng bà phụ này bị nhiễm trùng tiểu. Các bạn nữ, các bạn phụ mình gì? Dạ, hồi nãy là em thấy là có
thì cả hai bạn, một bạn nam và một bạn nữ, đều chẩn đoán là nhiễm trùng tiểu. Và bên đây, ở phía dưới đi, bạn nam đang cầm cái bút tô màu xanh lá cây. Thế bạn là bạn cũng bị bệnh gì? Có cần quay lại không? Bạn bước vô hay là bước từ đầu? Quay lại cái ngày ha. Là sao? Các bạn thì bạn cụ bị gì? Chúng ta chờ nó đúng được thì chúng ta cũng cần mặc vào hôm nay. Thế thôi, phục đích từ ngày hôm nay biết định nghĩa thế nào chẩn đoán được thôi. Rất đơn giản nha. Bệnh gì bạn? Rồi, bạn nam cũng là nhiễm trùng tiểu. Bạn nữ, bạn nghĩ bệnh gì? Lặp lại lời cho. Theo bạn thì bạn nữ cũng như trùng tiểu như vậy, kể như là chúng ta thống nhất ra đồng thuận toàn bộ sau khi hội chẩn cả hai lớp thì cứ bố bác sĩ nào cũng là nhiễm trùng tiểu. Nhiễm trùng tiểu thật ra đường tiểu nó dài lắm, đường tiểu từ nói chung lắm, viêm tiểu đạo, viêm bạch quang, viêm gì đó, viêm tiểu quản, đài vệ thận hay là bổ thận, cứ bệnh chỗ nào. Bạn nam gần đây hơn đó tên là viêm đại vệ thận. Lý do là sao bạn nghĩ là viêm đại vệ thận? Tại vì nó bệnh nhân có cách chỉ chống phản ứng viêm hệ thống. Tại nếu mà nhiễm trùng phía dưới thì nó sẽ không có biểu hiện lên hệ thống nhiễm sốt cao làm rung. Nam này tiếp hợp bước gọi ra cái này bạn thấy rằng nó có sốt cao làm rung, tức là nó có tính hệ thống là toàn thể cơ thể đã có phản ứng, chứ còn nếu như nhiễm trùng tiểu thì tiểu gắt, tiểu bút, tiểu lắc nhắc thì thường nó không có sốt là đương. Ta ý bạn nói rằng nó có tính hệ thống, tức là nó bị gì bạn? Bạn nói là phản ứng viêm hệ thống, phản ứng viêm hệ thống đó là một thuật ngữ rất là mới, rất là mới. Thế bên đây có ai biết gì nữa không? Tôi cho thêm xuất hiện. Thế muốn làm xét nghiệm gì? Bạn ăn muốn làm gì? Rồi làm xét nghiệm máu. Xét nghiệm có mức máu. Làm xét nghiệm mức máu. Bạn hết rồi. Có ai bổ sung thêm xét nghiệm gì cho bạn nữa không? Bạn thử công thức máu và thử tổng phân tích tính tình. Có ai muốn thêm xét nghiệm gì khác không? Chắc chắn là trong quá trình năm thứ ba tôi đi nội khoa, ngoại khoa sẽ có học nhiễm trùng tiểu, bạn ta gặp bệnh nhân có nhiễm trùng tiểu mà. Có làm gì khác nữa không? Ta phải làm gì thêm chứ? Ta chữa vậy giống bác sĩ tư rồi, phòng mạch thì ta mới chữa thế. Và phòng mạch thì cần phải thử đâu, tới nước tiểu đâu, ta chẳng thử máu đâu, ta vô thuốc luôn. Rõ ràng là bà này đã tự vô thuốc uống không hết, bà đã vào bệnh viện tiến huyện uống thuốc, truyền thuốc gì đó cũng không hết. Thì đó chứng tỏ rằng nó không có đơn giản như mình nghĩ. Giờ đó là chỉ thử công thức máu bên tổng tới nước tiểu thì chỉ giúp ta khẳng định rằng bệnh nhân này có nhiễm trùng tiểu hay không mà thôi. Cái còn mức độ nhiễm trùng tiểu, mức độ ảnh hưởng như thế nào thì chưa đủ. Thì đương nhiên mình mới thi uống thôi, mình mới học thử đầu thôi. Chút xíu học bài này mình cho mấy chục slide, chiều nay tôi sẽ tắt tóc sao mà đạt 70 slide là tôi nghĩ. Rồi thứ sáu, thứ tư tôi làm tiếp một phần còn lại. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học định nghĩa, xin thứ bậc, triệu chứng, xét nghiệm, okay. Còn điều trị thì học nguyên một buổi về điều trị thì nó thẳng ra bệnh này học điều trị là chính chứ không phải học triệu chứng.
khuyến học, bởi vì nó là một bài tổng hợp tất cả các chuyên ngành chúng ta đi học đều có bài này. Thật ra thì bạn có thể cùng làm thì ta có thể công thức máu, bạn cầu máu là 8.000 cho bài đa nhưng là 85%, tiểu cầu là 7.000, sẽ âm tính, protein chưa hạ và từ những siêu tính rất là cao, cũng tập tính tiểu giống như vậy là thấy là tiêu chích vui và có bạch cầu trong tính tiểu. Để bây giờ mình cảm giác là nhiễm trùng tiểu hay là cái đó là nhiễm trùng huyết từ đường tiết niệu khó khăn hơn chưa nào, và chút xíu mình sẽ nói khái niệm nó sao thôi, giờ mình mở đi chút xíu mình sẽ quay lại tình huống này. Tình huống này chỉ để mở màn mà thôi. À, chúng ta nên tham gia tích cực hơn, bởi vì tôi dạy học quốc gia thì bên đó người ta rất là nhún nhát và rất là ồn ào, rất là vui. Còn đây hỏi liền mà, tôi phải chỉ mặt. À, tôi thích nghe tranh luận, chứ tôi không thích tụng nói một mình. Mình nên thay đổi đi. À, đặc biệt rằng ở đây chắc chắn là nhóm ngày mai đi nhận tới mà tôi muốn hình ảnh là buổi trình bình án, là buổi tranh luận, chứ không phải buổi trình bình án là buổi diễn trò của tôi và các bạn trình bày án. Chúng ta rất là ly kỳ, đặc trưng của Phật học thầy, nghe không? Là gì? Là cái ông trình bày án của ông thầy á, thi nhau nói, thi nhau nhún nhảy, còn dưới cấm dưới dép nó quan sát như cái công trình, cái phim chuyện của ai, không phải chuyện của mình. Sáng nay thì chắc là chưa là cái tốt, phải không? Các em thấy tốt chưa? Hay sáng cặp cô và ngay có thể thấy dũng thôi. Đây có đứa nào đi nhiễm không? Chắc nó bị game mê ngủ hết rồi. Nghe khách này cái học thầy tú chưa? Chưa. Trên là trình bày án là tất cả phải đi khám bệnh và đi xem bệnh và phải đọc bài trước bệnh đó thì chúng ta mới có ý kiến được. Còn chúng ta lên chúng ta nghe người ta nói, người ta chép vô nghĩa, đi thi chặt rớt yên tâm. Năm nay tôi cố rồi nghe đúng 60% bây giờ dưới sâu một phần cao là không được nghe nó rớt. Do đó chúng ta không tính được học ngay từ đầu thì chúng ta chỉ nghe học cách nào cứu bản đâu. Dự đầu tôi học với các thầy trường, tôi cũng nói thẳng từ đó tôi chỉ biết giải quyết thế nào, bởi vì sinh viên thực tập tốt tôi, nhưng mà khi rớt thì hàng tôi cho là cái cục tôi muốn biết đâu. Hàng bây giờ lẽ giờ cho tôi có 2 tuần thi vô lý, học 8 tuần rớt đi học có 2 tuần, mà 2 tuần thì thầy cô cũng nghỉ hè trơn rồi, ai dạy nó, rồi cuối cùng hổ thiên bắn đá nó cũng chẳng khi nào hết tóm lại gì không. Nên tóm lại tôi nói với thầy trường thôi đừng cho rớt, rớt mạnh quá cho đậu hết cho rồi hay sao. Chúng ta phải chịu khó học, nhưng mà trả lời của thầy trường là gì? Chấp nhận sinh viên tốt nghiệp sau 7-8 năm. Do đó chúng ta rớt thì chúng ta không có cơ hội đáp đợi đâu. Tôi nghĩ rằng phải đợi đi lại 4 tuần 8 tuần mình mới thi được đó, và 8 tuần đó thi xong thì nếu mà anh qua được thì anh nhận bằng bác sĩ, không qua được thì đã lại đợi sang năm anh học được bác, hoặc là 1 năm cái tính năng được học được mà nguyên 1 năm học diễn luôn, 1 năm lấy bằng chuyên khoa diễn luôn, người cứ vẫn thẳng luôn học lên học là biết bằng luôn nhé, học có khi nào đọc được thôi đúng không, thì chưa biết cách nào giải quyết, nhưng mà chúng ta xem lại và phải cố gắng đi học nghe. Bài hôm nay thì định nghĩa phần này rất quan trọng, định nghĩa thế nào là nhiễm trùng huyết, thế nào là sốc nhiễm trùng. Theo là thuật ngữ của Việt Nam gọi là nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta hiện vào hồi sức của Việt Nam thì chúng ta đọc là gì? Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm trùng. Nhưng mà tôi quen tiếng Việt Nam rồi, tôi vẫn ghi là nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Cái một thuật ngữ đúng tên của tiếng Việt hiện tại là trong hệ thống hồi sức ta đọc là nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Thì chúng ta bước vào bệnh viện và nhìn đó thì ta thấy 2 chữ đó, nhưng mà nếu ta bước ra các tỉnh phía Bắc ta sẽ thấy 2 chữ đó. À, phía Nam vùng đó khác biệt là vùng miền thôi, chứ còn về cái tại đâu là bệnh đó thì khác nhau cái tên gọi mà thôi. Chuyện thứ hai là chúng ta là bác sĩ thì ta phải hiểu biết một chút về sinh lý mở của nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng, đặc biệt là sinh lý mở sinh nhiễm trùng. Nếu ta không hiểu thì ta sẽ không biết cách điều trị chăm sóc. Thứ ba là đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Tư là nguyên tắc điều trị. Cho nên có 4 mục tiêu thôi. Thì 3 mục tiêu đầu học trong ngày hôm nay và mục tiêu cuối là học thứ tư. Và đề thi nhiễm thì chắc chắn rằng nửa là nằm ở triệu chứng học.
và một nửa nằm ở điều trị, sự trí chăm sóc. Bởi vì bệnh này không điều trị thì chẳng biết họ cái gì. Nghe bệnh này quan trọng là điều trị. Cho nên đây là riêng một buổi chỉ nói việc điều trị mà thôi. Và tôi chỉ nói chuyện người lớn thôi nghe. Thì còn đến học dân, nghe trẻ em chúng ta sợ ở bộ môn nhi. Bộ môn nhi sẽ dạy chúng ta nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng ở trẻ. Còn tôi nói chuyện người lớn, bởi vì sinh cái bệnh trẻ em nó khác. Cho đó sự mất trí về sốc ở trẻ em nó không giống như người lớn. Về định nghĩa thì chúng ta đến thời điểm hiện tại chúng ta có ba định nghĩa. Định nghĩa đầu tiên là năm 1991 mà định nghĩa tôi nghe là nói hồi nãy. Định nghĩa thứ hai năm 2001 và định nghĩa thứ ba là gần nhất gần đây là năm 2015 hay mình gọi là 2016. Thật ra 2015 nhưng mà chúng ta 2016 thì mới công bố được toàn thế giới nên được gọi là vaccine số 3. Mình sẽ nói về ba định nghĩa này. Đầu tiên đó thì trước năm 1992 thì chúng ta chẩn đoán nhiễm trùng huyết bằng cách nào? Chúng ta mỗi người nhìn nhiễm trùng huyết bằng một con mắt khác nhau. Họ có ai giống ai cả đâu, mỗi chuyên khoa họ sẽ đưa ra một cái định nghĩa khác nhau. Có những bác sĩ nói là gì? Nhiễm trùng huyết tiết là máu, nhiễm trùng là máu thì cháy máu bằng với là nhiễm trùng huyết. Nhưng mà có nhiều người thì ta không chịu quan điểm đó. Nhưng mà ở Việt Nam tới thời điểm hiện tại 10 cuốn luận văn về nhiễm trùng huyết ở Việt Nam thì chính cuốn là dựng vào định nghĩa cổ điển trước năm 1992 của Viện Quan thì chúng ta là phải cái máu mọc mới là nhiễm trùng huyết. Do đó chúng ta làm luận văn dùng cái máu mọc mới là nhiễm trùng huyết. Tôi dạy bài 20 năm tôi nói mãi thì cũng chẳng ai thay đổi cả. Chúng ta mất tích cái máu mọc mới là nhiễm trùng huyết. Cho nên bệnh viện sẽ thấy rằng tỷ lệ cái máu chỉ có 10% mà thôi. Nếu ta chọn kỹ nữa cũng chỉ 15% là thôi, còn 85% nhiễm trùng huyết còn lại cái máu không mọc. Thế thì ta giải quyết như thế nào? Cái đó không phải nhiễm trùng huyết à? Nó có là nhiễm trùng huyết, ta vẫn phải điều trị, chứ không thể nào là ở đó không phải nhiễm trùng huyết. Có người nói rằng không, không cần cái máu được, anh có bằng chứng nhiễm vi sinh vật là được rồi. Anh thấy có nhiễm trùng là được rồi, là chắc chắn là nhiễm trùng huyết. Nhưng mà nhiễm trùng thì nó rộng quá, ông chỉ nhiễm trùng trong máu thôi. Ông này bất cứ chỗ nào có bị trùng cũng kêu nhiễm huyết thì rất là rộng. Có những người nói rằng từ xưa tới giờ thầy tôi dạy rồi, nhiễm trùng huyết là bệnh rất nặng, tức là nhiễm huyết là khá nặng, chết rất là nhiều. Do đó nhiễm trùng huyết là phải có sốc, phải có trùng áp, chứ còn nhiễm trùng là bệnh nhân khỏe như thế này có gì gọi là nhiễm trùng huyết? Do đó hãy có người nhận nhiễm huyết là có sốc, có nhiễm trùng huyết. Và cái quan trọng hơn và tôi thấy rất nhiều thì được gì thì là dựa vào nhãn quan của nhà lâm sàng. Tôi nhìn tôi thấy hay giống như được biết lỗi sao biết tôi nhìn thấy giống luôn tôi biết tôi thật vào kinh nghiệm lâm sàng có cái sai đâu. Ta làm nhiều năm tôi nhìn bệnh nhân đó ta đoán cái chuyện bệnh nó dựa trên biết ta gọi là gì dựa vào nhãn quan của nhà lâm sàng hay đó và đúng thời là dựa vào khả năng nhận định của bác sĩ lâm sàng. Tức là không có tiêu chuẩn nào rõ ràng cả. Chính vì do đó ta thấy rằng trên thế giới thấy rằng mỗi quốc gia người ta là mô tả của bệnh cảnh khác nhau. Mỗi quốc gia ta có một số khác nhau, số tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong không giống nhau. Và mỗi quốc gia thấy là điều trị hiệu quả cũng không thể giống nhau. Rồi đúng là bạn nghiên cứu ông này kia xài thuốc này thì con, ông kia kia xài thuốc đó con con. Nhưng mà hai cái đối tượng họ chọn để họ cho thử thuốc đó thì không giống nhau. Do đó năm vì nó quá mơ hồ, do đó người ta thấy rằng vào năm 1992 thì khi đó người ta bắt đầu người ta tổ chức một cái hội nghị về của hiệp hội hồi sức Hoa Kỳ và hiệp hội động lực Hoa Kỳ tập hợp với nhau lại để người ta cùng đồng hồn với nhà đưa một định nghĩa đó mà cả thế giới cùng sử dụng. Thì người dẫn đầu cái nhóm đưa ra định nghĩa đó đó là ông Paul Rosenbaum. Ông chết rồi năm 1997, ông mất rồi. Ông là một trong những bác sĩ của Hoa Kỳ và được làm nghiên cứu can thiệp sớm của nhiễm trùng huyết. Thời điểm đó người ta thấy rằng anh phải chẩn đoán sớm thì hy vọng ta can thiệp ta mới cải thiện được nhiều học bệnh nhân. Thì trong nghiên cứu ông đưa ra một nhóm những cái triệu chứng, những tiêu chuẩn để giúp chẩn đoán sớm bệnh. Và trong cái hiệp hội, trong cái hội nghị này thì hội nghị đồng thuận này đã thống nhất rằng lấy cái tiêu chuẩn đó của ông để làm thành định nghĩa nhiễm trùng huyết đồng thuận năm 1991. Và trong định nghĩa này nó có một thuật ngữ là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân hay toàn thể. Để bạn này có nói cái gì vậy?
nước gió gì đó ha, và còn tất cả thể gì đó, thì trong định nghĩa này ta đưa ra một cái từ mới, đó là hội chứng đó được tiên toàn thân. Thế hội chứng đó là cái gì? Hội chứng đó gồm có bốn biểu hiện, bệnh nhân có ít nhất hai trong bốn biểu hiện sau đây thì người ta nói bệnh nhân đó có hội chứng đó được tiên toàn thân số trên 38 độ hoặc là giảm thân nhiệt dưới 36 độ, mạch nhanh trên 90 lần một phút, nhịp thở trên 20 lần một phút, hoặc cái đồng tử khi bắt đầu mạch thì BACO2 nhỏ hơn 32 mg/dL. Đến thứ tư ta xét nghiệm máu, ta bệnh cầu máu trên 12.000 hoặc là giảm dưới 4.000 hoặc là bệnh cầu non trong máu trên 10%. Bệnh cầu non là bệnh cầu dạng ba đó, BACO2 bệnh cầu dạng ba trên 10%. Bệnh nhân chỉ cần 2-4 hiện sau đây thì người ta nói bệnh nhân này bị trừng có hội chứng đó tiên toàn thân. Cái hội chứng này dễ gặp không? À, dễ gặp không? Giật mình một cái, thở nhanh đập nhanh là đạt rồi, được dễ ha. Bắt bị thầy phá bắt chạy một vòng trường chạy vô là đủ hội chứng này rồi, chắc chắn là bằng nhanh thở nhanh. Điều đó là hội chứng này gặp trong rất nhiều loại bệnh khác nhau. Do đó thấy rằng có hai cái vòng tròn, một cái vòng tròn lớn viết tắt và chỉ sơ đó là STRS và hội chứng viêm toàn thân. Thì hội chứng này bao gồm rất nhiều nguyên nhân, từ nguyên nhân bị chấn thương, các cái bị chấn thương dạng mô lớn, ta cũng thể có sốt, ta cũng có bệnh nhanh, ta cũng có thở nhanh, ta cũng có bệnh cầu máu cao, bị bỏng, chẳng hạn ta bị một bỏng lớn, một mảng lớn trên da thì ta cũng bị sốt, cũng bệnh nhanh, thở nhanh, cũng bệnh cầu máu cao. Nào là viêm tụy chưa, viêm tụy hoại tử nặng không, nặng chứ, cũng có sốt, cũng có bệnh cầu máu cao, cũng thở nhanh, cũng có bệnh nhanh, hoàn toàn đầy đủ ha. Và nguyên nhân lớn nhất là nguyên nhân nhiễm trùng. Hai nhiễm trùng là một nguyên nhân mà gây ra hội chứng đã tinh viêm toàn thân. Rõ ràng rằng hội chứng này gặp trong rất nhiều loại bệnh khác nhau. Và trong nguyên nhân nhiễm trùng mình để ý gì? Có bacteremy là vi khuẩn, ta có nấm, ta có ký sinh trùng, ta có virus, tức là tất cả các loại vi sinh vật đều có thể gây ra nhiễm trùng huyết, chứ không chỉ đó là vi trùng mà thôi. Đương nhiên tới ngày nay bản thân tôi làm đi làm cách cũng được không mấy năm, đi dạy cũng 20 năm bài này, tôi vẫn có một quan điểm quen kể từ việc vì tôi mở ra có nhiễm trùng huyết là tôi nói nhiễm trùng là nhiễm trùng thôi, tất cả quen rồi. Chứ còn nói thật ra xuất ra ác tính đúng không, mà xuất ra ác tính cũng giống y như nhiễm trùng huyết ha. Mình học bài cúm AH5N1 cúm gà đó cũng y hệt nhiễm trùng huyết, nó bị nhiễm nấm máu như là canelli cúm canida trong máu thì nó cũng có biểu hiện, hoặc là nấm penicillin hoặc các giai hoặc là HIV nó cũng bị giống y như nhiễm trùng huyết. Tất cả các loại vi sinh vật đều có thể gây ra nhiễm trùng này. Thế nào gọi là nhiễm trùng huyết? Nhiễm trùng huyết là cái đường giao nhau của nhiễm trùng và hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Cứ khứ tiếng chữ đó, và đây là cái chữ tiếng Anh là sepsis. Thật ra thì trước đó, trước năm thứ hai, người ta dùng chữ septicemia, tức là ý đó là nhiễm trùng huyết. Bacteremy gọi là vi khuẩn huyết. Nhưng mà đến thời điểm này, người ta phải bỏ những cái chữ đó đi. Những chữ đó gây hiểu lầm. À, mỗi người bị một chuyện khác nhau, đưa ra một thuật ngữ mới là chữ sepsis. Là chữ đó thì tôi nghĩ là nhiễm trùng huyết, nhưng mà có những bác sĩ tạm trị ta nói đây là tình trạng nhiễm trùng, nên bị nhiễm người bị tình trạng nhiễm trùng vì do họ không chịu chữ xếp xếp này, nhưng tôi thì chỉ là nhiễm trùng huyết. Tôi thấy được như là một nhóm tôi nhìn chữ này là nhiễm trùng huyết, còn chúng ta tranh cãi từ dùng tiếng Anh chữ xếp xếp là định nghĩa là chữ xếp xếp là gì? Xếp xếp là định nhiễm huyết là gì? Là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân đối với nhiễm trùng. À, định nghĩa nhiễm trùng huyết vào năm 1991 là như vậy. Đến ngày nay chúng ta sử dụng mang ông này cũng có nhiều đóng đó. Nên năm 2016 mới đây thì mới 2-3 năm thì chắc cũng ít ứng dụng, trừ những khoa hồi sức mà nó nhiều hơn. Chứ bác sĩ thông thường thì người ta vẫn sử dụng qua đường cũ. Nghe hiểu không? Làm gì hiểu là cáo là nghĩ gì? Nó nói nông na dễ hiểu. Ông này ông bữa củi có bị cái điều chém đứt đường các bạn, đứt đường chân tay. Ông chăm sóc vết thương vẫn tốt. 2-3 ngày sau cái chỗ này bắt đầu nó rỉ mổ ra, nó có lành rỉ mổ thôi. Ông bị gì vậy? Rồi ông bị chỗ này thôi, nhiễm trùng đây thì người ta gọi là nhiễm trùng bình thường, nhưng của ông đó chẳng hạn bị cái điều vậy, nhưng mà 3 ngày sau
cái chân ngọc nó sẽ tái lên ông số 39-40 độ, mà ông 100 lần một phút. Đành cầu bảo ông 30 ngàn. Người ta nói bị gì? Khi đó người ta nói ông là nhiễm trùng huyết từ nhiễm trùng bình thường. Tức là hai cái, nếu là nhiễm trùng mà không có biểu hiện đáp ứng viêm toàn thân thì là nhiễm trùng khu trú tại chỗ. Nếu nhiễm trùng tại chỗ đó mà nó làm biểu hiện lên toàn thân, gây ra sốt hoặc giảm thân nhiệt, mạch nhanh, thở nhanh, bạch cầu máu tăng hoặc bạch cầu máu giảm, thì người ta nói nhiễm trùng đó là nhiễm trùng huyết từ cổ đó, từ máu nào đó. Nên này thằng này thấy rằng này tiểu bút, tiểu gắt, tiểu bút, tiểu lắc nhanh thì là nhiễm trùng đường tiểu, đúng rồi. Nhưng mà có nhiễm toàn thân, có số, có mạch nhanh thì là hai chưa kể bạch cầu máu có tăng không, không tăng, nhưng mà mình còn lại vân vân nhiều thứ thì rõ ràng rằng có cái gì đó từ hai đến lên là ổn. Cho nên nhiễm toàn thân đối với tổ nhiễm trùng ban đầu thì thời điểm năm 1991 thì người ta chẩn đoán đây là nhiễm trùng huyết từ dưới ngõ vào là nhiễm trùng đường tiết niệu. Kịp không? Đi thi không có ở lý thuyết đâu, người ta cho tỉnh lâm sàng giống dạng đó thì đi vô các bệnh nặng khác để mình chẩn đoán nó cho đúng ngang. Nó rồi bỏ qua định nghĩa chính thức người ta có tới sốc như thế nào, thế nào gọi là sốc. Hậu bài tiếp không còn bên đây thì hãy bỏ bên đây, qua đây chúng ta có buồn ngủ. Định nghĩa sắc tôi nghe coi học rồi năm thứ ba chắc chắn có học bài sắc bộ môn nội chắc có giảng chứ đúng không? Ngành sắc là sao? Nó sắc rồi ta nó lớn là được không? Tiếp rằng cái video bữa sau mình nhớ kiếm cái video không dài cho tôi nghe video lại tới đây mấy đứa còn gần để nó nổ lắm để cô đúng chưa? Chưa mà đi chưa? Bạn đó hoàn toàn chính xác, sốc là có một tương tác có mạch nhanh. Ở trên mình học và mình học tương độ ba là gì? Sốc là tình trạng gì suy tuần hoàn làm giảm máu cho đến mô gây giảm từ mô mô đang đưa đến rối loạn chức năng của tế bào gây giảm oxy mô. Rồi nó nói mạnh mẽ thôi, nhưng mà nói lâu nay cho bạn này về lâu xa là bạn nói rằng sốc là có trục huyết áp có mạch nhanh hay tình trạng nhiễm trùng hormone. Thế cho mấy loại sốc khi xíu mà nó đi tiêu được lâm sàng sao có mấy loại sốc cầm rồi tới lại đi là nhồi máu cơ tim, đúng không? Nhồi máu cơ tim thì chức năng bơm tim bị suy.
cấp tính thì bệnh nhân sẽ đưa đến sọc tim. Sọc tắc nghẽn này nó rồi chạy cái tim cấp nên trạng tim bằng tim cấp đè xẹp thất phải chẳng hạn thì làm giảm lượng máu được về tim đường sọc, hoặc là tim thắt động mạch phổi lớn mà máu lên phổi trước rồi mới về tim trái thì giờ nó tắc không đủ máu lên thì máu về cũng giảm, thế là bệnh nhân cũng được đến sọc sọc tắc nghẽn. Và cái sốc cuối cùng các bạn có rất nhiều, đó là sốc phản vệ, sốc nhiễm trùng, sốc thần kinh vân vân, thì gọi xét là do là sốc phân bố, tức là rối loạn phân bố máu thường liên quan đến giảm học. Đó là bốn loại sốc mình học đúng là đúng rồi phải không? Đúng rồi, nó chẳng học đồ gì tu bài bài đó bài bài tổng hợp tất cả mọi thứ mình học từ xưa đến giờ. Thế thì sốc nhiễm trùng là gì? Sốc trùng là gì? Sốc trùng là gì? Mới là quan trọng. Sốc trùng khởi đầu thì phải là sốc cái đại trùng cái đó thì sốc trước đúng không? Sốc sốc nãy bạn kia nói huyết áp tụt mạch nhanh thì tôi hỏi mình đây gấp tụt gấp bao nhiêu gọi là gấp tụt? Huyết áp tâm thu tâm thu dưới 90 mm thì ngân. Tôi ví dụ một cột áp ông bình thường là khoảng 150 trên 90, ông 80 tuổi rồi. Tuy nhiên là ông cao huyết áp gần 20 năm và ông uống thuốc thì uống rồi, nhưng mà thì ông lớn tuổi rồi thì uống huyết áp dạng thôi chứ người ta cũng không hại nhiều. Bây giờ thì ông cụ mấy người đau sốt cao, lạnh run, đau ngực, khó thở, cặp đầu vàng làm sao? Được 2 ngày thì đến ngày thứ 3 thì người nhà thấy ông lơ mơ tay chân lạnh, thế là đem ông vào phòng cấp cứu. Tại phòng cấp cứu, cô y tá đo huyết áp của ông 10/6, mạch 132 lần một phút, nhịp thở là 32 lần một phút. Thế thì huyết áp ông bình thường hay bất thường? Huyết áp ông bình thường hay bất thường? Huyết áp bình thường hay bất thường? Trả lời bất thường. Lý do là sao huyết áp lại bất thường? Thế thì chẳng hạn huyết áp ông 120 thì có là bất thường không? 120 thì không, sao cũng giảm nhiều vậy? Từ 150 xuống 120 hay 150/100, cái này cũng nhiều. Cô nói rồi giảm nhiều luôn, 120 cô kêu được họ chạy 120 bình thường hay bất thường? Thì tôi không có biết gì đâu, thì tôi vô phòng cấp cứu đo thấy 100, tôi hỏi sao chứ tôi đâu có biết. Bình thường hay bất thường? Giá 120 bình thường hay bất thường? Người khác trả lời, bạn này trả lời quý áp ông ở tâm thu 120 bình thường hay bất thường? Bình thường. Ông này nói bình thường. Lý do sao bình thường? 120 trong mức quy định. Mức quy định là sao? Mức quy định 120 là 80 là bình thường. Vậy 100/60 là bình thường hay bất thường? Sao bình thường? Cô hỏi cô được gấp bao nhiêu? Ủa 16 cùng chứ mấy? Nếu mà có bao nhiêu? Cô đâu có gấp được chưa? 110/80 rồi. Đây chắc là có người gấp 9 mấy. Có người gấp 90/60 đây đó. Nữ á. Chứ là cũng có. Chứ gì? Ngay gấp 16/17 bình thường đó. Bình thường là bất thường. Bình thường, đó còn bình thường. May quá, bây giờ ngàn đứa không tin tấm đáp được, tin đáp tôi chết chắc rồi. Nên hồi xưa sinh viên bóc thăm, chúng tấm đáp tôi cũng tôi đi chùa, đi chuyện đó có cái chùa, nó mua đồ, cúng tôi biết đến tại lại gì chúng ta. Đó là gì mà bóc thăm đứa bắt đầu sinh cúng dưới, nó phải cúng vậy à, cúng cũng vậy rồi. Đừng có để cho nó dụng mệt, nó dụng mệt chắc gì, nhưng mấy chơi thôi, tại vì mình chưa nắm vững. Và bạn này nấu áp thôi dưới 90 là tổng giá, tôi đồng ý. Nhưng mà cái đó không đủ, bởi vì mình thấy rõ ràng là có những người như ông cụ nãy gấp 10/6 thì bạn kia nó bất thường đó, không có bình thường.
con thấp thì có 3 chị tâm thôn dưới 90 như mình học bên điều dưỡng dạy. Nhưng mà còn tiêu chuẩn thứ hai là giảm trên 40 mmHg so với mức cơ bản trước đó. Tức là bên ông cụ này bình thường với ông là 15.9, ông quen với ngưỡng đó rồi thì mình đừng đợi ông xuống dưới 90. Ông cần 110 trở xuống là ông đã sắp rồi, do chúng ta không đợi ông xuống dưới 90. Thế đó, đợi đến dưới 90 thì nó hư tạng, nó tổn thương tạng, nó suy tạng nhiều lắm. Do đó thường thường người ta sẽ không đợi vì áp dụng sinh viên 90 đối với những người gặp cao, cái nền cao sẵn rồi. Do đó khi mình có bệnh sử, mình hỏi tiền căn cao huyết áp, mình hỏi huyết áp bình thường đó mình cỡ bao nhiêu để mình tiến đoán rằng huyết áp hiện tại của người ta là bình thường hay bất thường. Còn cái con số nữa là huyết áp trung bình, tức là thỏa một trong ba cái này thì người ta gọi là huyết áp thấp. Em gọi một trong ba đó thôi thì ta gọi là huyết áp thấp. Kịp không? Nghe chưa? Mình tới cho thử lâm sàng thì mình phải nhìn con số đó, và đương nhiên ta phải là cơ địa chứ ta không có đơn giản là dưới 90 mới làm trùng huyết áp. Nhưng mà hồi nãy tôi nói rồi, ở đây sẽ có bạn đi học đo huyết áp khoảng 88-89 trên 60 chứ đâu có đợi đi 90. Có người dưới 90 đó, có người 90 ta gọi là cơ địa huyết áp thấp, đúng không? Cơ địa huyết áp thấp. Thế thì sắp cái đó còn chưa đủ, đúng không? Sắp cái đó còn chưa đủ. Huyết áp thấp thì tiếng Anh mới là hypotension thôi. Còn chữ sắp là sắp mà hai chữ đâu có giống nhau, đúng không? Cái hai chữ khác nhau mà nha. Huyết áp thấp không phải là sắp, thì nó phải kèm thêm một tiêu chí đó là gì? Phải có giảm tư máu bồn. Khi tôi nói về những người sắp thì đứng về lâm sàng tăng huyết áp là một, và các cái tiêu chuẩn thứ hai bắt buộc phải có là giảm tư máu bồn. Em định nghĩa rồi ha, sắp là tình trạng giảm tư máu bồn đưa đến giảm cung cấp oxy cho tế bào dẫn đến chết tế bào. Do đó ai không có giảm tư máu bồn thì không gọi là sắp được ha. Sắp mà cũng đi học được thì sao còn sắp ha. Sắp thì giảm tư máu bồn học sao mình vô, đúng không? Nghe do đó người giảm tư máu bồn rất đơn giản, bị một diện mấy anh sẽ bắt mình làm cái gì mà hay mà cứ nghe mấy sinh viên nói cái gì á, CRT ta thời gian đổ đầy mà mạch, lấp đầy mà mạch, mình đè ngón tay những cái trái mình thả ra nó hồng, đúng không? Bình thường nghe lập tức, nhưng cái thời gian này 2 giây trở lên là có bất thường, đó là giảm tư máu bồn mà đi đó nha. Sắp mình tiểu ngày 5 mình tiểu 2-3 lít thì không có gọi là sắp được ha. Chỉ có đi nhậu thì tiểu 2-3 lít thôi, cái còn sắp thì đâu có tiểu 2-3 lít. Sắp giảm tư máu thận thì lượng trung tiểu cũng giảm luôn, bệnh nhân có thiện niệm. Nếu mà giảm tư máu não thì bệnh nhân sẽ có rối loạn ý thức, vân vân, có rất nhiều thứ. Bằng là ta xét nghiệm máu thì ta sẽ tăng tính trong máu cao, nó cũng còn một biểu hiện của giảm cung cấp oxy cho mô, vân vân. Cho mình nhớ khi anh nói sắp thì phải thỏa 2 tiêu chuẩn, thứ nhất là tụt huyết áp, thứ hai là giảm tư máu bồn. Giảm sắp tụt trùng là gì? Thêm trùng là gì? Sắp trùng thêm gì nữa? Nhiễm trùng gì? Nhất là bệnh nhân phải có nhiễm trùng huyết ha. Tức là đã học được gì? Nhiễm trùng huyết lên rồi, nhiễm trùng huyết mà có sắp thì mới gọi là sắp tụt trùng chứ. Nên tiêu chuẩn kế đó là bệnh nhân phải có nhiễm trùng huyết. Ngày nãy gặp nhiễm trùng huyết rồi, không gặp lại. Bây giờ ở bên đây ông cụ hồi nãy kể, ông sốt 3 ngày rồi, sốt cao, thở nhanh, tiêu chảy, không ăn uống, mệt mà cậu già rồi 80 tuổi, sốt 39-40 độ lạnh ruột, ăn đâu có nổi, bỏ ăn. Nha. Bây giờ vô đo huyết áp ông có 10/6. Mình nghe nãy nghe gì? Ông có nhiễm trùng huyết không? Nha. Có nhiễm trùng huyết không? Còn đầu tiên hỏi có nhiễm trùng huyết không? Có chứ. Nghe ra nổ phổi, đau ngực, ho cặp đầm vàng làm sao? Đương nhiên mình sẽ chụp cái viêm phổi, coi có viêm phổi hay không. Tức là tư duy của nhiễm trùng ở đường hô hấp, ông có viêm phổi. Ông có sốt trên 38 độ, mặt ông trên 90 độ, trên 95 phút, nhịp thở của ông để 32, rất là trên nhiêu, trên 20 không? 20 lần. Rồi có gì nữa? Bạch cầu máu, để ta chưa nói bạch cầu máu, hai nhà ông là bạch cầu máu 25.000, tức là trên 12.000.
Và tôi cố gắng tiêu chuẩn họ, chứ đâu người ta thật là có ô nhiễm rồi thì đương nhiên ông có những trùng huyết, đúng không? Những trùng huyết từ đường hô hấp. Và ông có trùng huyết áp không? Có. Thứ nhất là gì rồi đâu? Huyết áp tâm thu của ông là giảm trên 40 km/h so với mức 150 trước đó. Thứ hai là ông có lú lỡ lơ mơ ha, là giảm tiết máu não học, vân vân. Thế là ông có hai tiêu chuẩn đó, thì ông có sốc, có sốc, có nhiều trùng huyết. Vậy là ông nhiều trùng huyết đúng không? À, ông là sốc của trùng đúng không? Đang trong bàn kia đi, bạn này ngồi lên. Ông có nhiều trùng huyết không bạn, phần nữ? Ông có bị sốc của trùng không? Có gì? Rồi, bạn nữ đó có sốc của trùng. Ở dưới, bạn nam dưới cùng, bạn thế bạn ông có bị sắc nhiễm trùng không? Có, bạn này bị sắc nhiễm trùng luôn. Qua bên đây dưới thì ha, bạn nam ốm cao dưới nổi lắm, có sắc nhiễm trùng bạn? Có bạn, có sắc nhiễm trùng. Tôi trả lời câu là chưa chắc sắc nhiễm trùng. Lý do tại sao? Thứ nhất, ông cụ này là sống cao, thở nhanh. Sống cao thì mất nước qua da, thở nhanh là mất nước qua hơi thở. Ông có nghĩ chẳng là mất nước qua đường tiêu hóa. Ông có ăn không? Không ăn. Ông bị thiếu thể tích dịch, thiếu nước. Do đó ông có khả năng là sắp giảm thể tích. Chứ chưa chắc là ông sắp nhiễm trùng đâu. Nghe đừng bỏ đâu sắp nhiễm trùng. Do đó ta phải có cầu nhất định không đặt ức với nguồn dân, tức là ta bù đủ dịch đâu mà huyết áp bệnh nhân vẫn không có lên, thì khi đó ta mới kết luận ông là sinh trùng, bởi vì sốc giảm thể tích bù dịch vô thì huyết áp có trở lại bình thường. Điều trị đúng sức bệnh mà thiếu thể tích thì tôi đổ nước vô đủ thể tích thì huyết áp nó có lại. Nhưng mà đến đủ độ đích rồi mà huyết áp bệnh nhân vẫn không lên thì khi đó người ta kết luận là sốc nhiễm trùng. Và tôi dạy chặt lúc này bởi vì trước qua định nghĩa năm 2016 thì tôi không có nói nhiều nữa, bởi vì nó cũng đúng như vậy thôi, nó khác vậy trên nè. Kịp không? Nhớ nè, nhất thế nào là nhiễm trùng huyết, nó rồi, xếp xin nó rồi. Trong năm này có một cái trong cái định nghĩa năm 92 có một định nghĩa nữa là gì? Severe sepsis, tức là sepsis là nhiễm trùng huyết, và severe sepsis là nhiễm trùng huyết nặng. Hay như vậy, nặng khác nhiễm huyết chỗ nào? Là chỗ là bệnh nhân nhiễm trùng huyết mà có rối loạn chức năng cơ quan, tức có suy tạng, thì khi đó người ta gọi là severe sepsis. Nên severe sepsis nhiễm trùng huyết nặng. Nên năm 92 mình đã nhớ hai nhất nhiễm trùng huyết là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân đối với nhiễm trùng. Nhiễm trùng huyết nặng là nhiễm trùng huyết kèm theo rối loạn chức năng cơ quan. Sốc nhiễm trùng là gì? Là nhiễm trùng huyết có sốc không đáp ứng với nguồn dịch. Kiểu đó, nó rất chặt nghe, dễ hiểu nè, nôn nao lắm nè, ráng nhớ nghe. Đương nhiên, người ta thấy rằng rất khó bởi vì ta thấy rằng cái định nghĩa này nãy tôi nói rồi, nó không có đặc hiệu. Không có đặc hiệu. Bây giờ chẳng hạn một người bị viêm amidan mổ, đúng không? Có sốt không? Sốt là run chết, sốt cao, mạch nhanh, cũng có thể có thở nhanh, mạch cầu máu cũng hai mấy 30 ngàn, nhưng mà nó phải chẩn đoán là nhiễm trùng huyết từ chớ đâu, thời gian chỉ đó là viêm amidan thôi, nghe viêm amidan thôi. Rồi nhiễm trùng tiểu như là tôi nói, đâu phải nhiễm trùng tiểu nó không sốt, vẫn bị tiểu sốt là run chứ đâu phải sốt là run là chắc là viêm đại lợi thận như mình nói đâu, vân vân. Tức là rõ ràng rằng cái tiêu chuẩn này hậu chứng đến viêm toàn thân này nó rất là nhạy và rất là nhiều bệnh anh chẳng nói nhiều huyết chưa chắc là nhiễm trùng huyết. Vì lý do đó thì năm 2001 người ta muốn thay đổi định nghĩa. Lúc đó người ta họp gồm có châu Âu và Bắc Mỹ họp lại, tức là gồm có hiệp hội hồi sức tích cực Hoa Kỳ, hiệp hội hồi sức tích cực châu Âu, hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ, vân vân, và những hiệp hội về nhiễm trùng huyết người ta họp để người ta xem xét lại định nghĩa.
mình biết, vì thế hình như là nó cũng sâu lắm. Đó, cái luật về mình đầu nhạc thấp, họ bổ sung rất nhiều triệu chứng và vẫn giữ nguyên cái khái niệm cũ, sepsis, severe sepsis và septic shock, không có gì thay đổi cả. Và nó thật ra tôi chẳng thể tôi xài được chuyện này, bởi vì đó, hồi nãy có mấy cái gì nhớ anh giờ thì cái đó cái gì đó gì nổ đó có ai xài nó, anh đưa ra rất nhiều, nhưng mà thật ra không có một tiêu chuẩn nào trong đây là khẳng định như chúng biết cả, vẫn là những triệu chứng gợi ý mà thôi. Cho đó định nghĩa năm 2001 này tiên đưa ra, nhưng mà cũng rất ít người sử dụng, vì vậy các cái định nghĩa đầu tiên hết rõ ràng là năm 1991-92 là nhiễm trùng huyết là gì, là một triệu chứng đáp ứng viêm toàn thân đối với nhiễm trùng, đồng ý không? À, rất rõ ràng. Thế thì thấy chuyện gì rất giống, đặc biệt là những bệnh nhân ở trong hồi sức. Nếu ta vào trong khoa sản xuất đặc biệt, người ta thấy gần như 90% bệnh nhân khoa sản xuất đặc biệt là có hồi sức đáp ứng viêm toàn thân. Do đó khi dạy như vậy là trong sản xuất đặc biệt bây giờ nhiễm trùng huyết sẽ tương ứng với lại nhiễm trùng thôi, tức là hãy nằm trong khoa sản xuất cơ và bệnh nhân có nhiễm trùng là bác sĩ nhiễm trùng huyết. Chúng ta đi diện ta thấy rằng thể mà người ta nhiễm trùng huyết lắm, bởi vì mình chưa chắc là nhiễm trùng huyết nên cho người ta chẩn đoán qua tay. Chuyện thứ hai, hiểu biết về sinh lý bệnh thì chúng ta thấy rằng nhiễm trùng huyết không chỉ là đáp ứng viêm. Ngày xưa rõ ràng là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, tức là ý đó là gì, là ảnh hưởng của nhiễm trùng, cơ thể anh có đáp ứng viêm chống lại tác nhân nhiễm trùng đó, đáp ứng viêm nó quá mạnh quá mức làm tổn hại cơ thể anh gây ra nhiễm trùng huyết. Nhưng mà ngày nay thì khi hiểu biết về sinh lý bệnh thì nhiễm trùng huyết không phải chỉ đáp ứng viêm đâu, có đáp ứng khác viêm nữa vân vân, nó có nhiều thứ trong đó phức tạp hơn. Cái đó định nghĩa này có lẽ cũng không còn phù hợp. Và bên Mỹ thì bảo hiểm người ta than phiền bởi vì lý do rằng cơ quan bảo hiểm tức là ta muốn cho kháng sinh, ta muốn là sử dụng phương tiện cao, người ta luôn luôn ghi chỉ nhiễm trùng huyết vô. Do đó vì nhiễm trùng huyết là bệnh phải thanh toán, do đó ta thấy rằng hình như là số liệu nhiễm trùng huyết bị thổi phồng liên quan đến chi trả bảo hiểm, nên thấy số lượng huyết càng ngày càng nhiều, nhưng mà không biết phải thật bệnh nó nhiều hơn hay không thì không rõ đây chỉ về báo cáo. Còn đến năm 2001 khi anh đưa ra cặp sinh số 2 thì chẳng tốt hơn bao nhiêu, anh bổ sung cái danh sách rất là nhiều triệu chứng và xét nghiệm khó nhớ, không có hiện nào đặc hiệu trùng huyết cả, nên tóm lại là đặt hay như thế này. Nha. Tức là nhiều năm gần đây bắt đầu người ta đề nghị rằng không nên sử dụng nữa. Ông lên xăng từ năm 1997, tức là khi ông Rudolf chết thì ông đã lên tiếng rất là dưa sơ, tôi không có thích cái này. Nha, bởi vì vậy, và chúng thấy rất rõ là rất nhiều bác sĩ đâu có sử dụng đâu. Ngay cái quy định bài này thì tôi thích những đường quyết là tôi đem ra lên nói không, thôi tôi làm lên luôn á. Chứ còn cái bộ chứ nó bị tôi thay thì thấy lắm, nhiều lắm, bệnh nhân nào mà không có, rất dễ có. Và người ta đề nghị rằng đánh tỷ chúng ta cần phải sửa lại định nghĩa đường quyết, bởi vì định nghĩa này hình như nó không còn phù hợp nữa. Năm 2015 thì cuốn sách tên bút ra đời, khi đó chưa có cái định nghĩa ra đời thì rõ ràng thấy nó có thay đổi. Những định nghĩa trước đó ta nói nhiễm trùng huyết là gì, là đáp ứng viêm toàn thân đối với nhiễm trùng, nhưng thời điểm ta sửa rồi đó là gì, đáp ứng có hại cho cơ thể thôi chứ họ không hề nói đáp ứng viêm rồi, họ bỏ chữ viêm rồi, tức là hình như là không phù hợp, họ bắt đầu vẫn thay đổi còn lúc nào vẫn giữ chưa gì thay đổi hết. Từ tháng Giêng năm 2014 đến tháng Giêng năm 2015 thì 19 chuyên gia hiệp hội hồi sức tích cực Hoa Kỳ và châu Âu, người ta họp với nhau để làm quyết định là đưa ra một nghĩa nhiễm trùng huyết mới. Mục tiêu là gì, làm sao phân biệt được nhiễm trùng huyết với nhiễm trùng không biến chứng, chẳng hạn như một người bị viêm amidan mổ là nhiễm trùng không biến chứng, với một bệnh nhân là viêm phổi gây ra nhiễm trùng huyết chẳng hạn. Hai chuyện đó làm sao mà tách tập được hai cái đó ra trong nhà, chứ còn không thể nào dựa vào hội chứng đơn viêm toàn thân là ta không phân biệt được. Ha, có hội chứng đơn viêm thân có ổ nhiễm trùng rõ gọi là nhiễm trùng huyết từ đường hô hấp, nhưng rõ ràng rằng hai bệnh đó khác nhau hoàn toàn. Thứ hai là tại cơ sở nào sẽ là bởi vì sinh bệnh học mình hiểu biết nhiều hơn, và cái đặc biệt hơn nữa là họ có cơ sở dữ liệu của cả hơn 1 triệu trường hợp nhiễm trùng huyết trong các cái thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong vòng khoảng 10 năm. Họ lưu giữ và bây giờ cơ sở dữ liệu rất lớn, họ dựa vào cơ sở dữ liệu đó để họ xây dựng nên cái định nghĩa năm 2016.
còn 2 lớp 1 còn muốn xây dựng, nhưng thời điểm 2 lớp 1 không đủ cơ sở dữ liệu bệnh nhân để sửa định nghĩa. Nhưng đến thời điểm 2014-2015 thì sau 15 năm là cơ sở đó đã có đầy đủ 1.500.600 bệnh nhân cơ sở dữ liệu còn để họ sửa lại định nghĩa. Tại sau khi họ 4 lần, tức là bộ 3 tháng còn 1 lần, và cuối cùng vào tháng giêng năm 2015 thì họ đưa ra cái định nghĩa mới. Định nghĩa này được gửi cho 31 hiệp hội hồi sức tích cực trên thế giới để cho ý kiến, và sau khi họ lấy được ý kiến hết thì họ công nhận và họ công bố trên tạp chí JAMA vào tháng 2 năm 2016 và ngày năm tháng đó nha. Thì trong cái tiêu chí xây dựng định nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng các thành phần tức là những lúc huyết bao gồm có nhiễm trùng, có đáp ứng tiêm chủng và phải có rối loạn chức năng tuần hoàn. Tức là họ định nghĩa bây giờ là ăn nó nhiễm huyết là phải có rối loạn chức năng tuần hoàn nằm trong đó. Định nghĩa là cái đơn giản, tức là cơ sở y tế nào cũng có thể làm được, sẵn có tức là không đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí không quá đắt đỏ và có thể kiểm tra cái giá trị chẩn đoán của cái định nghĩa mới này bằng cái bộ dữ liệu lâm sàng có sẵn. Và ngoài ra họ đề nghị rằng ta phải kiếm một cái tiêu chuẩn gì đó để giúp bác sĩ nằm ngoài khoa ICU xác định sớm một bệnh nhân nhiễm trùng huyết, một bệnh nhân có khả năng trở thành nhiễm trùng huyết. Bởi vì đã nói rồi, nếu anh chẩn đoán trong ICU thì kể như tử vong 40-60%, rồi đó có thể chẩn đoán ngay từ rất sớm, từ khi ở khoa thông thường hay từ phòng cấp cứu ở khoa khám bệnh tạo bệnh nhân định tự bệnh, chứ để đến giai đoạn là rối loạn chức năng cơ quan thì hầu chúng ta không cứu bạn cho bệnh nhân. Thế thì thời điểm hiện tại người ta chưa biết là gì. Nhiễm trùng huyết là một hội chứng, nhớ hai nhiễm trùng huyết không phải bệnh, nó chỉ là một nhóm các triệu chứng thôi. Bệnh nào cũng có thể có nhiễm trùng huyết, do đó là một hội chứng khác với nhiễm trùng chỗ nào khác. Với nhiễm trùng là đáp ứng của ký chủ đối với nhiễm trùng bị mất kiểm soát và còn hiện diện rối loạn chức năng cơ quan, tức là gì? Đáp ứng của ký chủ đối với nhiễm trùng gây nên rối loạn chức năng cơ quan. Người ta là vậy, nhưng mà đương nhiên trên lâm sàng là sao mình suy tưởng cái đó thành cái nào, cho nên thấy gì bệnh nhân có đáp ứng cộng với lại có biểu hiện suy cơ quan thì họ kết luận thôi. Nhưng mà thường thường cái đó là do đáp ứng mất kiểm soát và gây ra suy cơ quan. Ở lần thứ nhất trong giờ nãy là hội chứng đơn nguyên toàn thân, như hồi nhiễm trùng huyết là hội chứng đơn nguyên toàn thân đối với nhiễm trùng, nghe rất là mơ hồ, nghe rất mơ hồ. Thì cái này có định nghĩa thôi, chúng mình sẽ vào định nghĩa thực hành để dễ nhớ hơn. Như vậy thì nhiễm trùng huyết là đáp ứng mất kiểm soát ký chủ đối với nhiễm trùng đưa đến rối loạn chức năng cơ quan đe dọa tính mạng. Google thì dễ hiểu. Cái cuộc sống nhiễm trùng là gì? Sắc nhiễm trùng là tập con của nhiễm trùng huyết, tức là anh bị nhiễm trùng huyết thì mới là nằm tình nghĩa cũng chỉ thay đổi là như cũ thôi. Tập con thường biết có bất thường về tuần hoàn và chuyển hóa tế bào đủ nặng để làm gì? Để làm gia tăng rõ rệt tỷ lệ tử vong. Nhiễm trùng huyết chết khoảng 20%, nhưng nếu là sốc nhiễm trùng thì tỷ lệ tử vong thường từ 40% trở lên. Do đó người ta sẽ tìm cái gì đó, cái định nghĩa tiêu chuẩn nào đó để cho rõ ràng là gì. Sốc nhiễm trùng là con của nhiễm trùng huyết, mà nó khác chỗ nào? Các kiểu có rối loạn tuần hoàn và chuyển hóa tế bào cộng với lại tỷ lệ tử vong nó phải gia tăng rõ ràng thì mới được. Đó là lý do, đó là cái triết lý như vậy thì họ đưa lên định nghĩa thực hành dựa vào cái cơ sở dữ liệu. Thế thì mình có một thuật ngữ mới, mình nhớ năm 92 thì có hội chứng đơn nguyên toàn thân, thì bây giờ năm 2016 có một thuật ngữ mới là hội rối loạn chức năng cơ quan gọi vào thang điểm SOFA. Thang điểm SOFA chút xíu sẽ có bài SOFA. Thì người ta định nghĩa là gì? Khi có sự gia tăng cấp tính thang điểm SOFA thêm ít nhất 2 điểm. Thêm nha, các bệnh nhân SOFA như thế này, anh tăng thêm cấp tính ít nhất 2 điểm thì người ta mới dò hỏi nhiễm trùng. Thì gọi thì gọi nhiễm trùng chức năng cơ quan này liên quan đến nhiễm trùng, tức là trước nhiễm trùng thì anh có SOFA đã giảm, anh bị nhiễm trùng xong SOFA nó tăng bọt thêm 2 điểm nữa, ít nhất 2 điểm nữa do nhiễm trùng thì ta kết luận là nhân bị nhiễm trùng huyết. Thì cái nhiễm trùng chức năng cơ quan này là do hậu quả của nhiễm trùng, hậu quả nhiễm trùng. Nếu bệnh nhân hỏi lại tiền can dịch tễ, bệnh nhân này hoàn toàn khỏe mạnh từ trước giờ, không hề có bệnh nền, không có bị suy thận mạng, không có bị sơ gan, không có bệnh lý ác tính và hiếm học vân vân, tất cả đều hoàn toàn khỏe mạnh như mình,
thì sư phân là mặc nhiên sẽ cho bạn không được. Còn đương nhiên nếu bệnh nhân có bệnh nào thì mình phải cần xét nghiệm trước đó bệnh nhân để tính sư phân nào. Còn nếu bệnh nhân không có gì cả thì sư phân là mặc nhiên mà không. Thì đây là những hệ thống cơ quan thì họ làm câu nước và thông. Các hệ tim mạch thì có tụt huyết áp rồi tăng lắp tát, rồi hệ gan mật thì có tăng lên bilirubin, hệ thận đông và làm toàn thân những linh hoạt, những biểu hiện các loại chức năng cơ quan để trị thức lâm sàng và xét nghiệm. Mình đã gặp phần này, đây là thang điểm số 3. Thang số 3 là tâm tính điểm từ 0 cho đến 4, tức là nhìn hàng ngang mình có 5 cột từ 0 điểm cho đến 4 điểm. Và hàng dòng thì đánh giá 6 hệ cơ quan mà hãy có hình kia có thì gồm và các bạn để dễ nhớ. Tuy thi thì các bạn này sẽ nằm trong đề thi, tôi không bắt học thuộc lòng và khổ lo bạn này nằm ngay trong đề thi. Mình anh cũng có bệnh án như thế mà cho các bạn này anh tự tính điểm số 3 tính không được thì tiền đó. Xin nhớ là chỉ có 45 giây để tính điểm số 3 một ngày, 45 giây để tập bạn này là điểm số 3. Anh thì lòng sàng với thì tính thiết để có bạn này trong bài đề thi. Anh thì tâm tính đánh giá từng cái yếu tố một và nó có bao nhiêu điểm và ta đã tập điểm và cộng phải làm thôi nha, tập điểm phải cộng phải làm. Và nếu ta thấy ta cắt tính thêm 2 điểm so với số 3 thì ta có bệnh này có rối loạn chức năng liên quan đến nhiễm trùng thì cho đó là nhiễm trùng kia. Hồi nãy mình có câu chuyện là đưa ra một cái thang điểm hơn một cái tiêu chuẩn gì đó để giúp cho bác sĩ ra ngoài và sẵn sàng tích cực người ta chẩn đoán nhiễm trùng thì đó là tiêu chuẩn quyết số 3 và số 3 nhanh. Số 3 nhanh đơn giản, số 3 nhanh mục đích là xác định bệnh nhân nghi ngờ nhiễm trùng có khả năng, tức là bệnh nhân nào mà có thỏa số 3 nhanh này thì bệnh nhân này thường là phải nằm ICU kéo dài hoặc là có nguy cơ tử vong trên 10%. Thì người ta dựa vào cơ sở dữ liệu mà họ đã có 1.000.000 trường hợp đó, họ làm thống kê và cắt ra 3 biểu hiện sau đây. Nếu bệnh nhân có từ 2 trở lên thì bệnh nhân đó sẽ thường nằm ICU kéo dài hoặc là tử vong trên 10%. Đó là rối thức, rối thức mình quy định là ICU từ 14 trở xuống, huyết áp tập thu từ 100 trở xuống, nhịp thở thở nhanh từ 22 nhịp trở lên. Vậy thôi, ba cái này dễ hơn một chứ nó nguyên tập thân là rất đơn giản nha. Đó là bệnh nhân đến phòng cấp cứu, bệnh nhân ở khoa khám bệnh, bệnh nhân ở trại thường mà có rối thức, có huyết áp tập thu từ 100 trở xuống, có nhịp thở từ 22 lần trở lên, có 2-3 hiện này thì người ta phải cẩn thận. Nhưng bệnh nhân này thường là nằm hồi sức kéo dài, bệnh nhân này thường có nguy cơ tử vong. Nãy giờ đâu nói đường huyết đâu đúng không? Ha, rất nhiều người hiểu nhầm là quýt số 3 là dẫn đến đường huyết. Quýt số 3 không phải là thang điểm cho đến đường huyết. Quýt số 3 là thang điểm cảnh báo sớm. Nó là cái thang điểm cảnh báo rằng bệnh nhân này có nguy cơ nặng đó, có nguy cơ tử vong đó, chứ không thể nói chuyện này trong huyết nghe. Do đó chúng ta cái chuyện đi thi bị lừa nghe. Thang điểm này chỉ cảnh báo là bệnh nhân là nặng. Do đó không quy định nếu quýt số 3 đạt từ 2 điểm trở lên, bác sĩ cần phải làm gì? Cần phải đánh giá rối loạn chức năng cơ quan, tức là đánh giá số 3. Tức là bệnh nhân có nhiễm trùng, tôi đánh giá quýt số 3, quýt số 3 đạt 2 điểm thì ổ nhiễm trùng mà quýt số 3 hay là bệnh nhân nhiễm trùng này có nguy cơ tử vong đó, là một trường nhiễm trùng huyết đó, thì bắt đầu tôi cho đánh giá số 3 để chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Chứ quýt số 3 mà có thể là tiêu chuẩn nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân này chưa điều trị kháng sinh và nhiễm trùng này chưa cho kháng sinh hoặc đã cho kháng sinh và tự nhiên có sự kiện quýt số 3 có khả năng là kháng sinh mình cho không phù hợp, hoặc là ta chưa cho kháng sinh thì bây giờ ta phải cho, ta đang sẵn kháng sinh ta phải lên thang kháng sinh vì nguy cơ rằng ta cho thuốc không phù hợp. Bệnh nhân có quýt số 3 đạt từ 2 điểm trở lên phải được theo dõi sát, do đó thường thường người ta cho bệnh nhân này nằm thở và sẵn sàng tích cực nếu ai có nhiều giường, không thì nằm ở trại thường mà thở phòng bệnh nặng, phòng bệnh theo dõi sát ở đại thường thì có nguy cơ bệnh nhân này sẽ trở nặng và tử vong. Và nếu bệnh nhân có quýt số 3 này mà trước đó chưa phát hiện nhiễm trùng, ta nên đi tìm nhiễm trùng và cái tỷ lệ khá lớn cho bệnh nhân này sẽ tìm đậu nhiễm trùng của bệnh nhân. Đó là quýt số 3. Quýt số 3 chỉ là một cái thang điểm cảnh báo cho bác sĩ biết rằng bệnh nhân này có khả năng nặng đó, ta cần phải coi lại chẩn đoán, coi lại điều trị
phải thay đổi xác định nhân hơn, vân vân. Đó là ý nghĩa của bước số 3. Như vậy, tóm lại, mình nói rất là lâu, thì bây giờ là cái định nghĩa chính của mình. Đôi khi nào gọi là nhiễm trùng huyết, bây giờ nhiễm trùng huyết là bệnh nhân này nghi ngờ hoặc là xác định có nhiễm trùng. Nha, bệnh nhân này nghi ngờ là xác định bệnh nhân này có ho, có hạt đậm vàng, đậm xanh, tích cầu phổi, có tổn thương trên phổi, thì tôi chẩn đoán này là không nghi ngờ. Nha, còn đang xác định là anh phải có là cái vòng khuẩn khuẩn chẳng hạn. Nha, còn ở bệnh nhiễm trùng tiểu, tiểu gắt, tiểu bút, bạch cầu ở tiểu là ba cầu, thì nhiễm trùng tiểu đó do xác định là phải có bằng chứng bệnh vi sinh vật chẳng hạn, vân vân. Tức là tiêu chuẩn xác định của nó thì mình cho rằng là chỉ cần nghi ngờ được rồi, tất anh nghi ngờ có nhiễm trùng, bệnh nhân có thang điểm số 3 tăng cấp tính thêm 2 điểm từ giả định số 3 nào, thì ta có bệnh nhân này bị nhiễm trùng huyết từ những cái ổ nhiễm trùng mà ta nghi ngờ đó. Nha, từ ổ trùng ta nghi ngờ đó, kịp không? Kịp không? Sắp định nghĩa cho giải lao không? Tâm hay là bạn đuối vậy? Sắp trùng, ngáp độ, sinh trùng là gì? Là dân nhiễm trùng huyết có tụ huyết áp, đúng không? Tụ huyết áp không đáp ứng của buồng dịch lạnh cuối cùng á, buộc phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì các trung bình tối thiểu là 65. Nó có một cái mới là gì? Là tập hóa trên hàng bị dùng bồn này có gì gì? Nhiễm trùng huyết thì phải sắp nhiễm trùng chứ, tất cả nó phải làm tăng một tử vong so với lại nhiễm trùng huyết. Thì các nhà dịch tễ học người ta lấy dữ liệu 1 triệu mấy bệnh nhân đó, họ thấy rằng thể bệnh nhân nhiễm huyết và lạm tắc trên 2 thì tỷ lệ tử vong nó tăng lên mạnh, cho nên người ta lấy cái ngưỡng là theo tiêu chuẩn này nữa. So với lạm 92 mình chỉ thêm có một cái là lạm tắc 8/2 thôi, tức là bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết có sắp không đáp ứng của buồng dịch phải sử dụng vận mạch kèm một thêm là lạm tắc 8/2, tức là cái này chỉ thêm xíu đó thôi. Rõ ràng rằng định nghĩa mới này nó mất cái chữ sắp xếp rồi, đúng không? Nó mất cái chữ severe sepsis, tức là cái severe sepsis là nhiễm trùng huyết nặng. Nãy tôi nói là nhiễm trùng huyết có suy tạng chuyển thành nhiễm trùng huyết hiện tại, còn cái nhiễm trùng huyết mà năm 92 thì giờ nó sẽ trở thành nhiễm trùng thôi, nghe, nhiễm trùng thôi. Tức là anh không có suy tạng thì anh không được gọi nhiễm trùng huyết, dù mình có hộ chứa đất viêm tạng thân nên chúng ta cũng không gọi là nhiễm trùng huyết. Hát ở đâu? Hôm nay mình làm phần đó thôi. Còn hình này thì giúp mình nhớ, mình ôn bài lại. Thành này mình thấy gì? Thành hình tâm giác càng lên trên thì bệnh càng lên trên thì bệnh càng nặng. Rõ ràng rằng thấp nhất là hiện tượng thương trú, anh khắc là vi khuẩn, nhưng mà bệnh nhân này không có bất cứ triệu chứng gì hết thì ta gọi là colonization. Nhiễm trùng là sao? Nhiễm trùng là có triệu chứng, anh có sốt, anh có tăng bạch cầu máu, vân vân, thì chỉ là nhiễm trùng thôi. Khi nào bệnh trùng huyết, xem xét là nhiễm trùng huyết là khi anh có rối loạn chức năng cơ quan. Còn khi nào nặng hơn nữa, còn sắp nhiễm trùng cái nào, khi ta có giảm tiêu máu mô, tăng lắc tắc máu, không đáp ứng với buồng dịch và sử dụng vận mạch, vân vân, thì gọi là xong. Cái hình này mô tả lại, bây giờ thấy hình này nó có vẻ phù hợp hơn, nó dễ hiểu hơn so với trước kia. Tức là anh có vi sinh vật trong người anh mà anh không có biểu hiện lâm sàng, không có triệu chứng gì cả thì gọi là colonization, là vi khuẩn thường trú. Nếu anh có triệu chứng sốt và cầu máu tăng mà không có rối chức năng cơ quan thì ta gọi là bị nhiễm trùng. Nếu mà sốt tăng bạch cầu mà có rối chức năng cơ quan thì ta gọi là nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết mà có sốc không đáp ứng với buồng dịch phải sử dụng vận mạch và có lắc tắc máu trên 20 mm thì ta gọi là sốc nhiễm trùng. Đó là định nghĩa 2015-16 gì đó, 2013. Kiểu báo, hả, nó rất lâu là trọng tâm của ngày hôm nay chỉ cần hiểu cái này thôi, không chỉ gì nhà tự đọc được đâu, bởi vì không thể nào dạy 70 slide trong vòng 2 tiếng chuyện gì thấu. Nhưng mà slide tôi soạn khá là kỹ, tôi có thể dạy đọc hiểu cho bắt đầu không khó, và bài viết tôi biết cũng rất kỹ, tới gần 30 trang các bạn cũng hiểu luôn cái gì mà không hiểu, đúng không? Vậy là chú bọn chắc chắn vậy làm chứ, để có ai thắc mắc gì thì hỏi nghe. Tóm lại thì chúng ta chỉ có nhớ hai cái slide cuối cùng thôi, nói để hiểu được lịch sử tại sao nó có cái này, để nguyên lâm sàng rất nhiều người còn sàng cái cũ, không có hiểu được tại sao ha.
là hiểu được tại sao phải xài cái mới. Và cuối cùng tôi nghĩ là cái hình này là hay nhất, hình này giúp chúng ta thấy một cái câu chuyện nó liên tục hơn câu chuyện ngày xưa là gì. Ờ, để lao 5 phút hay 10 phút hay còn bây giờ 36 rồi, chắc để lao lên 45 nha. Chắc mình bắt đầu để lại vì tôi tiên đoán là mình sẽ không kịp giờ. Do đó tôi chỉ nói một phần là quan trọng thôi. Một phần rất là quan trọng là xin lý bờ, chắc là mình phải dành một ít thời gian cho nó. Một phần này tôi sẽ không có học ở đây, tôi sẽ nói luôn vì lý do là cái tập trao đổi bên dưới thì là không kịp giờ. Đầu tiên hết thì xin lý bờ. Cái này là thời năm 1992, khi đó thì người ta còn nghĩ đến xin lý bờ của nhiễm trùng huyết là đáp ứng viêm. Thật ra ngày đó mình đúng, đúng một phần, nên đúng hết ít nữa, còn nửa phương diện thì mình đã phút xa. Khi mà khẳng đại đạo trong răng măng, khi nó xâm nhập vào cơ thể mình thì nó có nội độc tố là lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide sẽ có một protein gắn đó và trình diện kháng nguyên cho đại thực bào. Khi đại thực bào bắt gặp kháng nguyên thì nó sẽ tiết ra một loạt các cytokine tiền nguyên như là TNF-alpha, anh-cạc-lân-kin, phenol gamma, v.v. Những cái cytokine này nó kích hoạt phản ứng viêm cơ thể bệnh, mục đích là gì? Để tiêu diệt tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên khi nó kích hoạt mạnh như vậy thì nó song song vừa tiêu diệt tác nhân gây bệnh mà vừa gây tổn hại tế bào nội mạc động mạch. Cái kích hoạt gồm có hoạt hóa động mạch, kích thích tiết protein lên cơ thể, hoạt hóa cơ thể vân vân. Mục đích là cô lập và tiêu diệt tác nhân, nhưng nó song song nó làm tổn hại tế bào nội mạc động mạch. Chứ không là mặt hóa khi bị tổn hại thì nó sẽ phát hiện ra bên ngoài là phù một kẻ làm rối loạn chức năng của tế bào và đưa đến suy giảm cơ quan. Suy giảm cơ quan đó là xin lý bờ. Đó có ba phần, phần nhất là nhiễm trùng, phần thứ hai là phần đáp ứng viêm của cơ thể, và phần thứ ba là rối loạn chức năng cơ quan. Cho họ là một điều kiện hay một trẻ có ba phần lớn đó, hai phần lớn đó. Môn đầu tiên là điều trị nhiễm trùng, là nhiễm trùng của truyền nhiễm. Cái phần dưới đây, điều trị suy đa cơ quan là nhiệm vụ của sản xuất tích cực. Còn khúc chính giữa, tới ngày nay chẳng có ai can thiệp được. Ông Trudeau là ông đưa ra định nghĩa ông chính đất tương toàn thân là để can thiệp vào giai đoạn này. Ông dùng kháng tiền và dùng những kháng thể đơn dòng và kháng hết những tố sự lực kiếm này. Hy vọng rằng ông chặt đứng được cái dòng kháng này, nhưng cuối cùng ông thất bại. Ông thất bại, ông có nghiên cứu lại lên thời điểm hiện tại chứng minh được rằng anh can thiệp vào cái này có hiệu quả cả, và đó là nguồn gốc của những cái tổn hại này. Đương nhiên song song đó thì vừa hoạt hóa viêm thì nó cũng hoạt hóa dòng thác trong máu, hay do các yếu tố rồi những cái hóa chất trung gian mà kháng hóa chất gan gây viêm á, chạy lên tinh sáu chẳng hạn, và cái tố mô tức là hoạt hóa cả con đường đông máu đông sinh và ngoại sinh, làm cho bệnh nhân viêm primary chuyển thành viêm ring và làm tăng đông tại cùng trong những nhỏ nhỏ nằm ở trong mạch máu. Đồng thời các hóa chất trong gan viêm này nó tác động lên làm giảm các anti-globin 3 và những yếu tố globin S, globin C, cái đó làm cho bệnh nhân này giảm khả năng chống đông. Tức là anh tăng tạo cục máu đông và giảm khả năng chống đông, nên nó hình thành những cục viêm riêng ở trong mạch máu gây ra tắc mạch. Cuối cùng đưa đến những cái tổn hại đó. Đồng thời song song đó thì mình thấy rằng những cái yếu tố này nó cũng phản hóa một lát những người này, nó ức chế lên người này để chuyển phim riêng thành sản phẩm thay hóa. Thì đó tổ chung tất cả cái này lại là gì? Tăng đông, giảm kháng đông, giảm tiêu sợi huyết, và cuối cùng rằng bệnh nhân này có những cái tắc mạch do cái hiện tượng đông máu động mạch lan tỏa, nhằm đẩy căng những cái tắc mạch hoại tử, rụng ngón tay ngón chân, hoại tử lỗ mũi, cụt tay cụt chân vân vân. Đó là hậu quả của quá trình này. Thì tới phần điều trị mình sẽ quay lại cái này. Mình nhớ ha, kích hoạt viêm là một, hoạt hóa đông máu cả đường đông máu nội sinh lẫn ngoại sinh, đưa đến đông máu tiêu thụ, tức là DIC hiện tượng đông máu và mạch lan tỏa, và kết quả là dẫn đến tổn hại về cơ quan viêm. Nhưng mà sau này vào năm 97 thì người ta nói rằng không chỉ đơn giản là hội chứng đau tim toàn thân đâu, tức là một biến cố nhiễm trùng, thì anh thấy hai bên, một bên là đáp ứng viêm, một bên là đáp ứng kháng viêm, đều có xuất hiện song song cả. Và hai cái đáp ứng này
tương tác lẫn nhau với cơ địa của bệnh nhân, để cuối cùng nếu nó đạt được sự cân bằng thì bệnh nhân này không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu vẫn viêm mạnh thì bệnh nhân sẽ có hội chứng đó viêm toàn thân nổi trội lên sốc. Nếu mà vẫn viêm mạnh, bệnh nhân có thể đưa đến suy tàn. Nhưng mà ngược lại cũng có khả năng rằng phẩm ức chế viêm mạnh thì bệnh nhân sẽ bị suy sụp miễn dịch, bệnh nhân cũng chết luôn, càng suy miễn dịch nhân vẫn chết luôn. Ở những nghiên cứu gần đây hơn thì người ta thấy rằng con vi sinh vật thì nó sẽ có một cái kháng nguyên trên bề mặt đó, kháng nguyên này nó kích hoạt hệ thống, và trong cơ thể mình thì có những cái thụ thể mà nằm trên màng tế bào, hoặc là thậm chí nằm ở trong bào tư tế bào, hoặc có thể nó rớt ra phải luôn chạy trong huyết tương của mình. Mục đích làm gì? Nó khi nó gắn lên đây thì nó sẽ kích hoạt hệ thống viêm tiết ra, đồng thời nó sẽ tiêu hóa, đồng thời nó có thể gây ra hiện tượng là hoặc hóa bổ thể vân vân. Tức là những quá trình này nó cũng lặp lại câu chuyện cũ thôi, nhưng mà sự kiện hiện tượng apoptosis đó là tự hủy các tế bào, tự chết, thì tức là nó suy sụp về miễn dịch, suy sụp về miễn dịch. Và cuối cùng cái hiện tượng đó sẽ đưa đến ảnh hưởng chức năng cơ quan. Cho nên để chỉ những thứ mới ta quan trọng là nó như huyết là phải có rồi chức năng cơ quan. Thành ra não thì ta sẽ bị rong kiến thức, ở da thì chi lạnh hẳn, thời gian phục hồi mau mạch kéo dài, nghe chỗ này mang kéo dài, nước ở thận thì giảm lượng nước tiểu, ở hệ tuần hoàn có nhịp tim nhanh, có tụt huyết áp, hô hấp có nhịp thở nhanh, khó thở vân vân. Tức là những hiện rồi chức năng cơ quan này là do một loạt những cái phần ở trên. Nên tôi hồi tả thêm mình chỉ nhớ là gì, ngày xưa chỉ nói đến viêm thôi, bây giờ nó có ức chế viêm, tức là cái tình trạng là suy giảm miễn dịch đi kèm đó. Đặc biệt có thấy rằng một số bệnh nhân thường biết giai đoạn đầu cũng viêm dữ dội, nhưng mà giai đoạn sau bắt đầu suy sụp về miễn dịch, bệnh nhân nó sau đó bị anh chữa hết những viêm thì là bị những cái bộ nhiễm, bị rất nhiều bộ viêm có bị nhiễm trùng, sau đó vì hệ thống miễn dịch họ bị suy sụp, bị suy sụp. Sắp hiểu về sắp, nhưng mà mình sẽ nhắc lại trong phần điều trị. Học được rồi hả? Các học sinh bận rồi. Cao huyết áp là do cung lượng tim và kháng lực mạch máu toàn thể quyết định. Bây giờ thấy bệnh nhân bị sốc, càng bị sốc giảm thể tích, sốc thể tích thì bệnh nhân được sao? Huyết áp tụt thì có thể là do cung lượng tim giảm, nhưng mà cũng có thể là do kháng lực mạch máu toàn thân giảm hoặc cả hai. Chắc như bệnh nhân bị sốc tim thì chắc chắn là cung lượng tim giảm. Nhưng nếu bệnh nhân bị sốc phản vệ thì cung lượng tim không có giảm đâu, thì bình thường mà bệnh nhân chỉ bị giãn mạch thôi, tức là các lượng mạch máu toàn thể suy sụp trầm trọng, vân vân. Thì mình thấy cái chuyện sốc giảm tin tức và sốc tim thì có hiện tượng là cung lượng tim giảm, cơ thể mình sẽ đáp ứng bù trừ bằng cách ở đây co mạch để tăng lượng huyết áp. Do mình thấy rằng sốc giảm tin tức thông tin thì cung lượng tim thì thấp, nhưng mà các lượng mạch máu rất là cao. Do điều trị các sốc giảm tin tức và đổ dịch vô thì cung lượng tim sẽ tăng lên và sau đó cái lượng sẽ giảm xuống. Hoặc là sốc tim thì mình sẽ cho thuốc tăng sức của bóng cơ tim, cho glutamine cái hàng thuốc và gây tăng sức của bóng cơ tim để tăng cung lượng tim lên, thì khi đó người ta sẽ thấy là nó giảm xuống. Sức tinh trùng thì khác, cái trùng câu chuyện khác. Cái đoạn đầu của sức tinh trùng thì người ta thấy là cung lượng tim nó giảm do hiện tượng giãn mạch và thoát mạch, tức là mạch máu mình nó đang nói là tổn thương tế bào động mạch, nó gây thoát dịch ra. Do đó bệnh nhân này có nhất là có giãn mạch kèm theo thoát mạch, do đó sẽ giảm thể tích ở trong lòng mạch, đưa đến giảm lượng máu về tim. Cái giai đoạn đầu của nó là do yếu như sốc giảm thể tích, do đó giai đoạn đầu anh phải bù dịch. Giai đoạn bù dịch sau khi mình bù đủ dịch rồi, huyết áp mình không lên, người ta lo là anh thấy làm gì. Khi bù dịch cho đủ rồi thì cung lượng tim bệnh nhân bình thường hoặc là tăng, nhưng mà kháng lực mạch máu bệnh nhân rất thấp. Rất thấp. Nếu ngược bên trên đây là cung lượng tim giảm và các lượng mạch máu thì cao, còn trong khi sốc nhiễm trùng thì cung lượng tim bình thường, các lượng mạch máu rất thấp. Thật ra còn giai đoạn thứ ba nữa, nếu mà ta giữ sốc tốt, tới giai đoạn thứ ba là gì? Cung lượng tim sụt xuống luôn, tụt luôn. Giai đoạn này là giai đoạn sốc nóng, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn sốc lạnh. Các bạn có sốc lạnh, các bạn là sụt cung thêm luôn, tại vì nó gần chết rồi, gần chết. Giai đoạn sốc nhiễm trùng thật ra người ta xếp vào sốc tụt bố, chứ nó không đúng. Nó là sốc hỗn hợp, giai đoạn đầu giống sốc giảm thể tích, giai đoạn bù dịch sau là giống sốc phân bố đó, tức là mạch giãn ra. Đó là trong khi đó ta thấy trung lượng mạch máu rất thấp, cung lượng tim bình thường hoặc cao, và đến giai đoạn cuối là giống sốc tim, là khi đó là cung lượng tim sụt xuống luôn, ngã xuống luôn. Kế
em hát ông này gì coi các loại sách, bốn loại sách thì họ cũng số thông số biết là học mình coi để mình biết này chỉ ôn bài thôi. Cung lực tim trong bệnh nhân sắp nhiễm trùng tuy là bình thường hoặc cao nhưng chức năng tim bệnh nhân không bình thường. Đây là một bài nghiên cứu về bước đầu học, tôi thấy rằng phần sức tông máu của bệnh nhân đó khi giai đoạn sắp nhiễm trùng là chỉ có 33%, mặc dù anh thấy rằng cung lực tim rất cao 11.25 trong khi người bình thường chỉ có 5 thôi, tôi hình ta gấp đôi nghe thấy được bệnh máu rất thấp trong khi người bình thường được bệnh máu tới 1000 mấy, nhưng mà phân tích thông báo rất thấp, tức là chức năng tim suy giảm, tức là cái tim nó phình lớn hơn và nó thì cũng tổng thu nó còn ứ là rất nhiều máu và nhìn thấy tổng trương và tổng thu rất là lớn so với bình thường, nên phân tích thông báo nó kém, chức năng tim là không tốt, năng lượng tim không tốt. Và gần đây thấy là có số trường hợp và nó suy sụp chức năng tim, bệnh lý cơ tim liên quan đến trùng. Và để mình đo troponin cao lắm các bệnh nhân mà nhiễm trùng huyết nặng, sắc nhiễm trùng, đó là nhiễm trùng huyết hiện tại của mình hoặc sắc nhiễm trùng, ta đo troponin rất cao thì nó có tổn thương cơ tim, nên chức năng tim không kém. Triệu chứng lâm sàng trong một bệnh tổng hợp, do đó tôi sẽ trình bày lâm sàng có 3 nhóm triệu chứng lớn. Nhóm đầu tiên là biểu hiện của ổ nhiễm trùng, nhóm thứ hai là số triệu chứng gợi ý là giống như quyết số 3 của mình đó, và cái thứ ba là hội chứng suy đa cơ quan. Ô bài thôi mình học hết rồi, không có cái gì chúng ta không học, nhưng mà chúng ta không có nhớ gì cả thôi, chứ còn đương nhiên nên đi lâm sàng chúng ta đã học nha, nên lặp đi lặp lại đi lâm sàng một cái con. Ổ trùng nhiễm phát tùy theo nhiễm trùng, hồi nãy mình kể một trường hợp là về viêm phổi thì mình thấy có sốt cao, ho cặn đầm vàng đầm xanh, đau ngực, khó thở vân vân, trùng viêm phổi thì có tổn thương trên phổi, nghe phổi thì có rành nổ. Nhưng nếu bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật thì thấy gì, ta có đau hàm sườn phải, đau quặn từ cơ đúng không, có sốt lạnh run, có vàng da, đó là tâm chứng sắc cô đúng không, mình siêu âm thì thấy giảm đường mật vân vân thì vẫn có nhiễm trùng. Bệnh nhân bị viêm phúc mạc thì ta có đau khắp bụng, có phản ứng thành bụng. Bệnh nhân bị nhiễm trùng niệu thì có tiểu cắt, tiểu hút, tiểu lắc nhắc. Bệnh nhân bị viêm mô tế bào thì ta thấy rằng là như sưng tấy một cái vùng mô đó là sưng đỏ, có rỉ mủ chẳng hạn vân vân, tức là nhiệm vụ bác sĩ ra tiếp cận là ta phải hỗ bệnh cho kỹ, phải khám xét, phải cho làm xét nghiệm thì ta nắm tin được ổ nhiễm trùng thì ta mới can thiệp tốt được, đó là ổ trùng tự phát. Còn số những cái khác gợi ý này nó đầu hàng, nó rồi không nói lại. Có một số trường hợp là ta thấy rằng không phải lúc nào tiêm ổ trùng tự phát đâu, đặc biệt là ở người già, trẻ em và người suy giảm miễn dịch, nên đặc biệt là mấy người bị bệnh lý áp đứt về máu, cơ thể họ dịch rất là suy sụp, cơ thể mình luôn luôn vi sinh vật luôn luôn xâm nhập của mình. Mình trước học cái bài đại cương rồi ha, một cái tổn thương nhỏ trên da mình thôi là vi sinh vật xâm nhập vào, nhưng nếu như bình thường mình sẽ túc hoạt và tiêu diệt ngay lập tức, nhưng những người này chỉ cần tổn thương nhỏ trên da nó xâm nhập, ta nhìn ta thấy ổ nhiễm trùng, nó vô lên người rồi tăng sinh lên và bị nhiễm trùng huyết, nhưng mà ta không thấy ổ nhiễm trùng, do đó những cái cơ địa này thường ta không tìm ổ nhiễm trùng, đi bệnh viện lâu lâu thế nó sẽ như là gì, nhiễm trùng huyết chưa rõ rõ ràng thì kiếm ra, nhưng trường hợp đó thường nó rất là nặng. Chỉ gửi thân nhiệt đã nên nhớ trong cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân rồi, không phải sốt mới là nhiễm trùng mà hạ thân nhiệt cũng là nhiễm trùng, do đó chúng ta đừng nghĩ rằng phải có sốt mới nhiễm trùng. Đặc biệt mình gặp những bệnh nhân sơ gan trong bệnh viện, họ không hề sốt mà đang nằm đó và họ vô sốc và họ chết, không thể có sốt do đáp ứng dịch họ đang kém. Và thế là gì, những trường hợp mà không sốt hoặc là dịch này tiêu lượng thường xấu bởi vì dịch họ kém, cái gì họ kém. Trong hậu sức thì người ta thấy có hai biểu hiện sớm nhất gợi nhiễm trùng, không phải sốt nhưng không phải bạch cầu máu cao đâu, đó là họ thở nhanh và thay đổi ý thức rất lạ ha. Trong hậu sức thì thấy bệnh nhân thở nhanh, hay phổi trong veo có viêm phổi gì cả, mà nên họ phải lo âu lo lắng thở nhanh là biểu hiện sớm nhất của nhiễm trùng huyết. Để có thể tiêm dùng quýt số 3 để dựa vào những điều mấy triệu trường hợp và họ cũng thấy rằng nhịp thở trên 2 lần rất là ý thức ha, là những cái hiệu gợi ý bệnh nhân này có khả năng là bị nhiễm trùng huyết. Số 3 đầu ha, mình giờ mình sẽ quýt số 3 thôi, quýt số 3 này mình có những cái triệu chứng này nó dựng lên cái thang điểm đó thôi. Biểu hiện suy đa cơ quan là nhóm triệu chứng thứ ba, đầu tiên hết là sắc nhiễm trùng, nãy giờ học hết rồi, mỗi đứa nữa ha, học đủ rồi. Thứ hai, đầu chứng nguy kịch hô hấp cấp,
Này học chưa? ARDS học rồi chứ hả? Chắc chắn học rồi. Học tiêu chuẩn cách ly chưa? Đã học chưa? Đừng lắc là gì chưa? Chưa hả? Chưa bây giờ học. Có gì trả lời cho em, tôi chỉ giới thiệu thôi. Bởi vì bệnh nhân tôi biết gặp trong một sinh khoa hết với những chuyện này. Ta phải biết tiền lâm sàng, ta phải biết. Thứ nhất, nói ngắn gọn thôi. Phù khổ có mấy loại? Thì đó một bài. Kể ra con khổ mấy loại không kịp giờ, không kẹo ôn gì không? Là có thứ ba hai loại, loại nhất là do tim, loại thứ hai là không do tim. Thì thế giới do tim là sao? Do tim là suy chức năng bên, còn không do tim tức là tim bình thường đúng không? Mình thấy có hai loại, loại nhất là phù phổ do tim và suy chức năng bên của tim, và loại thứ hai là phù phổ tổn thương do tổn thương hàng rào phế nang ngoài. Hai loại khác nhau. Ở phù phổ do tim, chẳng hạn như ta bị dòng máu cơ tim cắt trước rộng, nó suy tim cắt hơi đơn giản hơn là do bị dòng cơ tim trước rộng đứt dây chằng qua, đứt dây chằng qua hay là thở bằng hay là thế là máu nó phòng ngược lên nhĩ trái, tăng áp tĩnh mạch phổ, tăng áp mao mạch phổ gây ra phù phổ. Cái đó gọi là phù phổ huyết động hay gọi là phù phổ do tim. Ngược lại, ta có loại phù phổ khác. Tim hoàn toàn bình thường nhưng mà do stress, do các cái cytokine tại cho mình máu nó sẽ gây tổn thương cái hàng rào phế nang qua mặt. Các bạn nhớ là mặt máu mình và phế nang có hàng rào, anh tổn thương hàng rào đó và dịch tơ huyết nó thoát vào trong phế nang, nó cũng có nước trong phế nang, nó cũng là phù phổ. Hồi nãy mình là gì, tăng áp lực qua mặt phổ làm nước thoát vào trong phế nang gây phù phổ, còn trường hợp này thì nó tổn thương cái hàng rào đó dịch nó thoát vào. Thế là hai bệnh nó khác nhau chỗ nào? Hai chỗ nào? Hai bệnh nó khác nhau chỗ nào? Hai bệnh đó ta thấy trên lâm sàng đều là diễn tiến cấp tính, đều phim phổi có tổn thương mờ hai cái trường, đúng không? Nhưng có cái thứ ba rất là quan trọng. Nếu mà ARDS tức là gì? Bệnh nhân không có biểu hiện suy tim, không có biểu hiện quá tải tuần hoàn, đi nhiều quá nó cũng phù phổi vậy, không suy tim, không quá tải tuần hoàn mà bị phù phổi, thì người ta sẽ chẩn đoán gọi là ARDS. Tuy nhiên ARDS thêm định nghĩa cách ly cao 2012 thì ta phân là ba mức độ nhẹ vừa nặng dựa trên chỉ số PaO2 chia cho FiO2. Mình lập ra sofa cũng giống giống vậy đó nha, cái sofa máy cũng giống giống vậy đó. Họ còn nói về sơ lược dạ để hiểu ARDS là một trong những chức chính của nhiễm trùng huyết nha, còn không biết còn nhiễm trùng huyết. Hay là hình phổi của bệnh nhân này bị ARDS, bệnh nhân này phụ nữ bị cúm, cúm H1N1-2009. Này chắc học rồi chứ? Tổn thương thần cấp học chưa? Hồi nãy cho thấy học ha, thầy nói chưa học vừa lý nha, đúng không? Tổn thương cấp thôi học rồi nó lướt rồi coi thôi ha, nó có tiêu chuẩn của nó nha. Mà đi lâm sàng thì thấy có tiêu chuẩn nó ha. Nên công thì học chuyên phục, kể mình coi ha. Thứ ba là tổn thương gan. Người ta thấy rằng nó có hiện tượng là tăng bilirubin trong máu. Các tăng bilirubin mà mình thấy là đại cái tiêu chuẩn là suy chức năng gan là có sofa nó xài bilirubin có hiện tượng là tắc mật và nó gây ra hiện tượng tăng bilirubin. Thứ tư, đại cái lúa là có ý thức về nhiễm trùng huyết là bệnh nhân có sạn ăn, có rồi thức, có bệnh lý não liên quan đến nhiễm trùng huyết, nó có bệnh gì đâu thì bệnh nhân bệnh thể thần kinh. Và cái cuối cùng thì có một thứ gì khác như đó là trong máu hồi tự gia mình xem cho mình nhớ. Hồi nãy mình nhớ hiện tượng DIC, hiện tượng mà tắc đông, giảm chống đông, giảm tiêu sự huyết, nên em bé này là bị não mô cầu và con tay em bé này bị tắc và nó mài tựa đen. Bệnh nhân này là bị liên cầu lợn, nó lộn cái giấy tay này nó màu đen này, nên là do bị mài tựa đen cái giấy tay. Ba, rất là dễ nhớ, hai mình nhìn cái ba một lần mình nhớ. Mình não một cầu, hai ba, bờ không có đều, giống như là bản đồ có hoàn ở trung tâm. Và xuất huyết tình dạng. Và tôi còn nhớ một em bé, thì chiều đi học về thang hoàn với mẹ, thì mẹ thấy tinh da có một chất đỏ thôi, một chất xíu thôi. Thế là mẹ đem ra trạm y tế gặp bác sĩ khám,
thì bác sĩ nhìn thấy cháu nhỏ thì chắc bị sốt xuất huyết. Cho mẹ nửa đêm thì em bé nó khóc, cái gọi mẹ đó, mẹ nó chạy ra thì thấy bàn tay chân nó lạnh và cái cháu đeo mẹ nó loang lổ khắp người, từng mảnh lớn như vậy, và đem người bị từng mảnh bằng không ghét bằng không, nhưng cuối cùng em bé nó cứu được. Hai bé bị sốc trùng và nằm ở cổng. Nó những cái ban gửi lắm, mình nhìn cái ban mình nghi thì nó lấy cái uống tập khoanh cái ban lại và dặn bà mẹ về nhà theo dõi, nó thấy cái ban lớn lên đi một chuyện, cái con sốt xuất huyết trong ban không lớn được, anh sốt xuất huyết ban không lớn. Ban này cũng giống trong ban nãy, nhưng ban này là poly của lợn nha. Người ta phân biệt là người ta nói rằng ban của não bồ cầu nó phản gồm ban của lợn, nó gồm tôi không có chịu, tôi phân biệt theo tuổi. Não bồ cầu thường gặp ở người trẻ và liên cầu lợn thường gặp ở lứa tuổi trung niên. Vì đó tôi thấy bà chừng mười mấy tuổi đến 20 tuổi có ban này, tôi sợ não bồ cầu lắm. Chứ còn đến 30-40 thì đa phần là liên cầu lợn. Hay còn thật ra đó là ban suýt rất khó phân biệt, hành trình rất khó phân biệt. Xem thương mắt bò thường gặp ở người bị suy giảm dịch Acidomonas. Có đầy ít cả, làm tràn dở. Sang thường bốn nước nhiễm trùng huyết do Vibrio boniticus thường gặp ở bệnh nhân sơ gan tiểu đường, sơ gan rất đặc biệt. Tôi cũng nhớ là ngày tôi mới ra trường khoảng 1-2 năm chương trình thì có một bà cụ ở nhà làm cua ở nhà ăn sáng thứ bảy chủ nhật gì đó, làm cua bị cua đứt kẹt, đứt đường này thôi, sáng bị cua kẹt thì đến chiều tối đi cho bà sốt cao sảng vật vã, thì cái đó mình trận đó bằng những bị viêm não hay viêm mạng não thì đã thôi thành cái sạc vật vã mà, và vết thương thì nhỏ thôi và trên tay nó bốn đứt nữa xíu thôi, thế là mình cho kháng sinh vào và thế sao mà vô sắc luôn, thế là mình có bao nhiêu kháng sinh mạnh mình cho hết, mình cho tới cặp và bên em và cô cho mạnh lắm, nhưng rồi cuối cùng 12 tiếng sau thì bà mất, bà chết. Nhưng mà đến ngày hôm sau thì kết quả vi sinh cấy về là cứ giống như vậy, cũng đã video vậy khuẩn trực trùng ở nhà nhà vậy khuẩn thì định danh là video boniticus, thì sau này tôi có kinh nghiệm rồi, thường thường liên quan đến đường biển, anh đường biển cái con này có trong lĩnh lợn ở đường biển nhiều, và nếu mà anh bị đường biển nhưng nó thương cái miếng móng tay ra ngoài đây nha, thì nó vô được đó và nó cho sang từ nước lan rất là nhanh. Và nếu ta biết là xài fluconazole, xài ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, ta biết chứ, nhưng mà ta xài thứ mạnh kia thì mình chết, cho nên các sinh viên cho đúng tác nhân thì mình cứu được bệnh nhân, là cho bệnh nhân thì bệnh nhân tử vong. Nhưng bây giờ mình có kinh nghiệm nhiều rồi, bệnh nhân sơ gan mà là sang thứ bốn nước thì vậy mình sẽ nghi ngờ là immunodeficient. Một bệnh nhân sắc khuẩn trùng mình thấy là điều trị rất là tốn kém ha, nằm trong khoa hồi sức, monitor rất là nhiều, máy thở rất nhiều, bơm tim điện, máy lọc máu vân vân, do đó anh nghĩ cái sốc khuẩn trùng là tốn kém và tỷ lệ tử vong là từ 40-60% trở lên. Thế thì để dẫn đoán nhiễm trùng huyết là làm gì, nhất là quan trọng nhất là chúng ta xét nghiệm vi sinh, xét nghiệm vi sinh sẽ giúp ích được rất nhiều cho bác sĩ. Xét nghiệm vi sinh đầu tiên là cái máu là phải được thực hiện tốt nhất và thực hiện trước khi điều trị kháng sinh. Tuy nhiên mình nên nhớ rằng mình không được chậm trễ điều trị kháng sinh trên 45 phút quy định quốc tế rồi. Anh nghĩ cái này chưa quyết thì ta phải chọn kháng sinh ngay, trễ nhất 45 phút từ khi bước vào phòng cấp cứu bệnh nhân quyết thì bệnh nhân phải được nhận kháng sinh, vì chọn kháng sinh trễ sẽ làm xấu đi thì họ bệnh nhân cái những quy định rồi, cái hai mẫu thì dùng đến những cái hai mẫu rồi, hai cái hai mẫu, một hai mẫu qua hai vị trí khác nhau, hoặc là nếu bệnh nhân có catheter thì một mẫu qua da và một mẫu qua catheter đặt trên một tấc tiếp để mình tìm tác nhân gây bệnh. Ngoài việc cấy máu thì ta nên cấy luôn các nhận ra và các bệnh phẩm đi kèm nha. Bệnh nhân đừng có vi mô tế bào chảy mũ, ta lấy cái mũ đó ta nhận ra, ta cấy, ta có thể nhận ra cái định tác nhân sớm để ta điều chỉnh kháng sinh cho bệnh nhân nha. Và bệnh nhân có thể là viêm mạng não mũ, ta chọc dò ra, ta nhận ra thì ta tự thấy sống cộng ra băng, ta nghi não phong cầu, ta thấy cầu trùng trong dương thì ta nghi rằng phế cầu hoặc các liên cầu khác, hoặc là ta thấy trực trùng trong dương ta nghi đích tê ra, tức là mỗi loại vi trùng đó nó có một loại kháng sinh phù hợp cho nó, cho nên kết quả nhận ra bệnh phẩm rất là quan trọng, do đó mình những xét nghiệm đó là ta buộc phải làm.
Thứ ba là một số cái xét nghiệm về huyết học. Xét nghiệm huyết học thì đầu tiên hết là công thức máu, thì mình thấy bạch cầu máu có thể tăng cao trên 12.000 hoặc giảm dưới 4.000, hoặc là có bạch cầu đo. Và công thức lên trái là bạch cầu đa nhân trung tính chiếm ưu thế, và thường là tiểu cầu có giảm hàng tháng, mà học hiện tượng đông máu, nó bị đông máu tiêu thụ do tiểu cầu bệnh nhân có giảm. Có một xét nghiệm ngày xưa là bệnh viện mà ngày nay bác sĩ trẻ không có chịu làm nữa, đó là vết máu bệnh viện. Vết máu bệnh viện rất đặc biệt. Cái hình đầu tiên hết là bạch cầu bình thường, bạch cầu đa nhân bình thường. Hình bên kia là bất thường chỗ nào? Bất thường chỗ đầu tiên hết, mình sẽ thấy rằng tế bào chết đó có những các hạt màu xanh đậm rải rác rất nhiều lên màu tím rất nhiều, gọi là hạt độc. Ở cái rìa của nó mình thấy có những cái mảng màu xanh xanh màu sắc rìa, gọi là thể đôn, các hạt độc thể đôn. Và dưới đây là bạch cầu, thấy nó lủng lẳng lủng lẳng và không vào. Và bạch cầu trên đây số 1 mình thấy là bạch cầu chưa muốn, bạch cầu no, bạch cầu giảm tăng. Do đó nếu mà trên một bệnh nhân sốt cấp tính, anh phớt đông máu ra, ta thấy rằng số lượng bạch cầu tăng, bạch cầu giảm tăng, hạt độc không vào thể đôn là những biểu hiện gợi ý bệnh nhân này bị nhiễm trùng do vi trùng. Vi trùng hay giả hình bên trái là bạch cầu bình thường và hai bên phải là bạch cầu bất thường. Đối nhiễm sinh vi thì có gì lạ? Tế bào lympho ở bên trái là tế bào lympho bình thường, em tế bào lympho bình thường trong máu mình. Nhưng mà bệnh nhân nhiễm sinh vi ra cái sốt xuất huyết, mùa này sốt xuất huyết, chúng ta kéo vào máu thấy một số bệnh nhân sẽ có tế bào thế này. Tức là tế bào đơn nhân, ha, tế bào chất nó nhiều hơn tế bào lympho. Kích thước cái này nó nhỏ hơn mono, nó lớn hơn lympho. Mình gọi là lympho không điển hình. Atypical lymphocyte, là tế bào lympho không điển hình, mình sẽ thấy tăng rất là nhiều trong máu bệnh nhân nhiễm siêu vi, đặc biệt là sốt xuất huyết. Mình đi lâm sàng thì thường thường cái máy huyết học của mình á, đôi khi nó đếm, các bạn đếm nó giữa kích thước tế bào. Tế bào này nó sẽ ghi là L, chữ U với chữ C, là unknown cell. Tế bào lớn không biết tế bào gì, bởi vì kích thước nhỏ là lympho, kích thước bự hơn là mono. Nó nằm ngay trước giữa cái máy nó phục viện, cho nên mình đọc công thức báo thấy cái tế bào LUC rất là cao, 15-20%, thì là nghi thôi, không biết phải kéo máu, kéo lọc máu và bác sĩ huyết học là xem tiến trình huy không có xác định loại tế bào gì. Đó là một dấu hiệu mà gợi ý nhiễm siêu vi. Rất nhiều trường hợp là nhân do số cấp tính, do sốc, đương nhiên nếu sốc nhiễm trùng cho kháng sinh, nếu sốc xuất huyết thì ta đâu có cho kháng sinh. Đương nhiên cái điều chỉnh của mình phân biệt, nhưng mà cái là máu này cũng là nhận cứu cách của bác sĩ. Xét nghiệm đông máu, hàng này có trong bài rồi, quan trọng lắm. Hàng mình sẽ thấy bệnh nhân chảy máu nhiều, tắc mạch thì ta thử đông máu. Và tắc mạch, nó tắc máu từ đâu mà có? Thêm 10 phút nữa thôi. Lá tắc máu, bệnh nhân tắc lá tắc trong máu thì có hai nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là tăng sản xuất lá tắc, thứ hai là giảm thải lá tắc, đa phần chúng ta thấy tăng lá tắc máu, chúng ta sẽ nói nguyên nhân là gì? Thiếu oxy mô. Nguyên nhân thiếu oxy mô là nguyên nhân tâm rất đề cập đến, là vì trong sốc, sốc nhiễm trùng chẳng hạn, hoặc nhiễm trùng huyết nặng đã thấy rồi, bệnh nhân sẽ rối loạn chuyển hóa tại tế bào, giảm tương ứng tế bào do có khả năng rằng do chuyển hóa yếu khí, chuyển hóa gluco theo đường yếm khí tạo ra sẽ mất tích nên tạo ra tắc máu. Tuy nhiên có mấy điều cần lưu ý, có khả năng là bệnh nhân này bị sơ gan, suy gan thì gan nó không thải được bắt tắc, thì bắt tắc 70-80% bắt tắc sẽ được thải qua gan. Do bệnh nhân suy gan thì bắt tắc máu nó cũng rất là cao. Chuyện thứ hai là ngày xưa thì người ta đặt quan điểm là gì? Nếu bắt tắc máu cao, điều đó chứng tỏ rằng anh tư hormone một kém, do đó ta phải truyền dịch cho bệnh nhân nhiều, ta phải xài glucosamine, ta truyền máu để tăng cung cấp oxy cho mô trên mức sinh lý, ta làm khi đó làm cho cung bệnh tim cao hơn mức sinh lý bình thường luôn, để hy vọng rằng anh tư hormone một tốt cải thiện chất lượng này. Vì cái nghiên cứu quan sát là gì, ta điều trị mà nó tắt đi xuống là bệnh nhân nó sống, còn điều trị nó tắt đứng yên không giảm là bệnh nhân nó chết. Do đó họ hy vọng làm việc đó để cải thiện,
Nhưng mà sau nhiều nghiên cứu và thời gian kéo dài và thử nghiệm của chúng ta kết luận rằng việc đó là không đúng. Ngay vì đó không đúng, bây giờ mình không có truyền máu nhiều, không có xài glutamine để nâng cung đường tiêu lên cao hầu như cung cấp oxy nhiều nữa. Bởi vì họ đã hiện tượng thứ hai này có lẽ đúng hơn là do gì? Là do khi mình bị stress thì catecholamine tiết ra rất là nhiều. Khi catecholamine tiết ra nhiều thì nó sẽ kích thích chuyển hóa glucogen thành glucose, và khi đó glucose tạo ra nhiều glucose hóa, glucose sẽ tạo ra nhiều lactate. Do stress không hay do stress, do thế rất nhiều trường hợp bệnh cung cấp oxy rất đầy đủ và lactate cũng không hề sung. Đó là người ta, đó là nguyên nhân tăng lactate trong máu. Cứ có vô kém trong nhiễm trùng huyết sinh trùng, còn có nguyên nhân thứ hai là do tình trạng là tăng huyết nhiều catecholamine, tăng kích thích. Đã xin lỗi nghe. Cái hiện thời thượng ai cũng thích. Đi mình nhìn thấy thành thử glucosamine không? À, cái hiện thời thượng ai cũng thích. Thế là giá trị của nó trong nhiễm trùng như thế nào? Nên nó chỉ trước cái đó là xong rồi nó không dưới còn cái đó. Tôi sẽ nói nhanh chút nào. Nó bị giá trị thời thượng. Rõ ràng rằng glucosamine là tiền chất của catecholamine. Đó là một hormone kim. Cái gen sản xuất của nó, cái gen căn 1 ngày đã nằm lên diện sắc thể 11. Và ở người bình thường thì chủ yếu nó được sản xuất ở tế bào C của tuyến giáp. Chỉ vậy thôi, đúng không? Thì là quy trình sản xuất của nó thông dụng công. Trong trường hợp mà không có nhiễm trùng thì cái gen căn 1 này nó chỉ hoạt động vào đầu tuyến thần kinh của tuyến giáp và phổi. Nó tạo ra glucosamine, sau đó tạo thành catecholamine và một hóc đồng kim. Nên lượng mình đo rất là thấp. Nếu mà ta bị nhiễm trùng thì cái gen này nó sẽ hoạt hóa đồng loạt ở tất cả các mô, các tế bào trong cơ thể mình. Do đó khi đó nồng độ glucosamine tăng vọt rất là cao. Là sẽ dựa vào cái đặc tính này. Nếu tôi đo mà nồng độ glucosamine rất cao trong máu được, chúng ta lại có thể bị nhiễm trùng, đúng không? Chẳng đúng chẳng hạn. Những người ép bộ glucosamine họ làm nghiên cứu và thấy thế này. Đây là đường cong róc. Đường cong róc là đường cong phân biệt giữa nhiễm trùng do vi trùng và nhiễm trùng do siêu vi hoặc không phải vi trùng gì đó. Thì nếu diện tích mình chẻ một đường chéo ở đây, cái diện tích dưới cái đường cong càng lớn thì cái xét nghiệm đó có giá trị phân biệt giữa cái bên mình đang phân biệt càng cao. Rõ ràng nhìn cái hình này thì lactate kém nhất, đúng, lactate kém, lactate sao phân biệt vi trùng với không vi trùng thì tư vấn mô kém nó cũng là tách cao, hoặc là anh bị tiết nhiều calorie là tách cũng cao, có liên quan đến nhiễm trùng đâu, chắc gì liên quan đến nhiễm trùng, vậy đó có thể nó không được ngon. Nhưng mà cái ngon nhất là thêm glucosamine là màu xanh dương, rõ ràng rằng nó khả năng phân biệt giữa nhiễm trùng vi trùng và siêu vi nó rất tốt, nha, rất tốt. Đó là người hải bò ở đó. Điều nhiên thấy rất rất nhiều nghiên cứu, có nghiên cứu về phân biệt tốt và có nghiên cứu thì người ta nó không tốt, thì một lần người ta mới làm phân tích gọn. Họ gọn rất nhiều nghiên cứu trên thế giới để người ta coi rằng giá trị thật sự của bệnh nhân trong chẩn đoán như là một cái marker để chẩn đoán nhiễm trùng huyết như thế nào, thì người ta thấy rằng độ nhạy 77% gọi là hiệu, khoảng 80% tức là trên 80% là thôi. Tức là gì? Trong 100 bệnh nhân nhiễm trùng huyết có khả năng có 20 bệnh nhân không có tăng glucosamine. Ngược lại, trong 100 bệnh nhân không phải nhiễm trùng huyết thì có 20 bệnh nhân tăng glucosamine đó. Do đó, cái gì nó cũng tương đối, và câu kết luận tất cả là gì? Kết quả xét nghiệm phải được đánh giá cách cẩn thận dựa trên bối cảnh bệnh sử, khám lâm sàng và xét nghiệm vi sinh. Chứ không ai, nó cao là vi trùng, không cao là không vi trùng cả. Nó chỉ là được tương đối mà thôi. Và nghiên cứu này thấy rằng đa phần cái lượng cắt bình thường là 0.06, dưới 0.06. Nhưng nó phải từ 1 nanogram trở lên thì mình mới nói là tăng. Thì đương nhiên anh hơi cẩn thận thêm nó lâm sàng. Do đó, câu quyết định của tôi là đây là xét nghiệm hữu dụng. Nhưng BCT tăng có thể gặp trong những bệnh viêm cấp khác như là viêm tuyến cấp trong họng phổi, đặc biệt là sốt rét. Sốt rét canxi thử glucosamine rất là cao. Viêm phổi hóa chất và viêm phổi hít không hề có vi trùng, glucosamine cũng rất là cao. Do đó nên sử dụng phối hợp với các thuốc lâm sàng và cận lâm sàng khác. Ta đã bắt đầu xin tôi đi. Hết rồi. Hết bài. Chắc là hết rồi, tuyên quan hết rồi. Còn cái xét nghiệm dưới đây thì đơn giản ha. Khi máu qua nhìn con thì tôi sẽ dạy ôn lại phần chẩn đoán, sau đó là dạy điều trị. Đồng ý ha, thứ tư ôn lại chẩn đoán về câu bài.
bài thì học hết thứ tư mới gửi nghe, hết thứ tư mới gửi bài, để mình chuyên chỉnh lại cái bài xong rồi các bạn nghĩ nghe.